Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 198. Tần Quan liếc nhìn xung quanh, sau đó nói, đều đến đủ rồi chứ. Lý Hưu nói, người nên đến đều đã đến rồi. Tần Quan khẽ gật đầu, vậy bắt đầu đi. Lý Hưu thi lễ, sau đó lui xuống, không lâu sau, một cô gái xinh đẹp bước lên đài, nàng ta kính cẩn thi lễ với Tần Quan bên dưới, sau đó nhìn mọi người trong sân. Cười nói cảm tạ các vị quan khách đã đến, hôm nay, có ba siêu thần khí đấu giá, mới các vị hãy xem vật đầu tiên. Nói rồi, nàng ta mở lòng bàn tay, một cái chuông nhỏ màu đen xuất hiện trong tay, chuông chỉ lớn chừng bàn tay, đen tuyền cả vật, bên trên có khắc ký tự cổ xưa thần bí. Lý Hưu cười nói, vật này gọi là nhiếp hồn linh, đến từ thời đợi cổ xưa xa xôi, thuộc vào siêu thần khí. Khi lắc chuông này, có thể hút hồn đoạt phách. Cho đến hiện nay, chỉ có cao thủ bán bộ quan cảnh có thể hoàn toàn ngăn được sức mạnh của vũ khí này, dưới bán bộ quan cảnh, kẻ nào hễ bị chuông này nhắm vào, nhẹ thì hồn phách tách rời, nặng thì thần hồn bị tiêu diệt. Nói xong, nàng ta liếc nhìn mọi người trong sân, sau đó cười nói, giá khởi điểm là 1 tỷ 500 triệu tinh thần mạch. 2 tỷ. Một ông lão áo bào đen ngồi góc bên phải bỗng lên tiếng. 2 tỷ rưỡi. 3 tỷ. 3 tỷ rưỡi. Không lâu sau, giá cả đã tăng đến 4 tỷ. Diệp Huyên nghe mà da đầu cũng tê dần. Mẹ nó! Người có tiền nhiều đến vậy sao? Cứ tùy tiện là đến mấy tỷ sao? Bắp cải hay gì vậy? Lúc này, Tần Quan bỗng cười nói, có phải cảm thấy không tin nổi? Diệp Huyên gật đầu. Tần Quan vỗ nhẹ vai Diệp Huyên, cười nói, sở dĩ ngươi cảm thấy không tin nổi. Bởi vì ngươi quá nghèo, chưa từng gặp chuyện lớn xã hội. Tầm mắt hạn hẹp. Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ. Không thể phản bác. Lúc này, nhiếp hồn linh được mua với giá 6 tỷ 7. 6 tỷ 7, cho một siêu thần khí. Mà ông lão kia sau khi đấu giá được siêu thần khí, thì lập tức đứng dậy rời đi. Diệp Huyên nhìn ông lão kia, sau đó hỏi, có khi nào xảy ra việc người giết người để cướp bảo vật không? Tần Quan cười nói, không ai dám. Diệp Huyên không hiểu, tại sao? Tần Quan nói, thứ nhất, người này không phải người bình thường, thứ hai, phàm là thần vật được mua ở tiên bảo các ta thì sẽ có một canh giờ thời hạn bảo hộ. Trong một canh giờ này, ai dám ra tay với người mua thì cũng đồng nghĩa với việc trở thành kẻ địch của tiên bảo các ta. Diệp Huyên khẽ gật đầu, đã hiểu. Trên đài, cô gái xinh đẹp kia bỗng mở lòng bàn tay. Trong lòng bàn tay nàng ta là một viên đá to chừng bàn tay. Nhìn thấy viên đá này, Diệp Huyên cũng ngây người. Bởi vì hắn từng nhìn thấy, đó là thiên mạch. Cô gái xinh đẹp cười nói, trong đạo thư, tổng cộng có 3 thiên mạch, đây là 3 thiên mạch chi đạo, giá khởi đạo, 2 tỷ. Cô gái vừa dứt lời, thì đã có người lập tức nói, 3 tỷ. 4 tỷ. 5 tỷ. 6 tỷ. Diệp Huyên nhìn trong sân, sau đó nói, cái này quý vậy sao? Tần Quan gật đầu, thiên mạch này là trong đạo thư, có giá trị nghiên cứu cực cao, mà thiên mạch trước mặt này là thiên mạch chi đạo, nếu hiểu rõ, mà tính giác ngộ còn cao thì có lẽ có thể đạt đến bán bộ quan cảnh. Nếu 3 miếng hợp nhất, thậm chí có thể đạt đến quan cảnh. Diệp Huyên thấp giọng nói, quan cảnh là cảnh giới cao nhất được biết đến hiện tại sao? Tần Quan lắc đầu, không phải. Diệp Huyên sửng sốt, lúc trước không phải ngươi nói, quan cảnh chính là cảnh giới cao nhất trong vũ trụ quan huyên hiện tại sao? Tần Quan cười nói, đó là lúc trước, hiện tại ta đã nghiên cứu ra cảnh giới trên quan cảnh rồi. Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ, một lúc sau, hắn thấp giọng nói, trên quan cảnh là gì? Tần Quan chớp mắt, đợi sau khi ngươi đạt đến quan cảnh, ta lại nói cho ngươi biết. Diệp Huyên. Trong sân. Thiên mạch đã được hô lên đến 8 tỷ rưỡi. Lúc này, Diệp Huyên cảm thấy tinh thần mạch giống như cải trắng vậy, chẳng đáng tiền chút nào. Ngay lúc này, trong góc bên phải, một âm thanh đột nhiên vang lên, 10 tỷ. 10 tỷ. Lời này vừa thốt ra, mọi người trong điện đều là nhìn sang người lên tiếng kia. Người lên tiếng kia chính là một thanh niên, trông dáng vẻ, chỉ chừng hơn 20 tuổi, rất trẻ tuổi, mặc một áo bào xanh rộng. Lúc này, một ông lão ở bên trái đột nhiên nói, 10 tỷ 100 triệu.
Thanh niên lập tức nói, 11 tỷ. Trực tiếp tăng lên 900 triệu. Nghe nói, ông lão kia khẽ nhíu mày, ông lão nhìn thanh niên kia, khàn khàn nói, các hạ đúng là giàu có. Thanh niên cười nói, ta chỉ được cái nhiều tiền. Ông lão nhìn thanh niên chằm chằm, 11 tỷ rưỡi. Thanh niên lập tức nói, 12 tỷ. 12 tỷ. Sắc mặt ông lão lập tức có chút khó coi, 12 tỷ rưỡi. Thanh niên cười nói, 15 tỷ. 15 tỷ. Lời này vừa nói ra, trong sân lập tức yên tĩnh lại. Đây không phải con số nhỏ, ngay cả mấy thế siêu cấp như bọn họ đâu cũng không dám nói có thể lập tức lấy ra được 15 tỷ. Sắc mặt ông lão kia khó coi đến cực điểm, ông ta lạnh lùng liếc nhìn thanh niên kia, không nói gì thêm. Thanh niên cười nói, thế nào, Nguyên Thủy Tông không hô tiếp sao? Ông lão chính là phó tông chủ của Nguyên Thủy Tông Nguyên Khâu. Nguyên Khâu chậm rãi nhắm mắt lại, không nói gì thêm. Lúc này, cô gái trên đài chậm rãi bước đến trước mặt thanh niên, nàng ta khẽ cười, vị công tử này, vật này bây giờ đã là của ngươi rồi. Thanh niên nhìn cô gái, sau đó lấy ra một chiếc nhẫn chứa đồ đưa cho cô gái liếc mắt nhìn, trong nhẫn chứa đồ có đúng 15 tỷ tinh thần mạch. Cô gái nhận lấy nhẫn chứa đồ, sau đó quay lên đài. Cách đó không xa, Diệp Huyên nói, Tần Quan cô nương, hai thần vật này đều là của Tiên Bảo Các sao? Tần Quan lắc đầu, đều không phải, chúng ta chỉ là đấu giá bán dùm, sau khi mua bán xong, chúng ta lấy 10% chi phí thủ tục. 10%. Diệp Huyên ngạc nhiên, nói như vậy, các người chỉ là giúp bán đấu giá, sau đó lấy không 1 tỷ rưỡi tinh thần mạch. Tần Quan trừng mắt nhìn Diệp Huyên, người nghĩ rằng chỉ đơn giản giúp đấu giá thôi sao? Trước đó chúng ta phải giúp đỡ tuyên truyền đến khắp cả vũ trụ quan huyên. Diệp Huyên thấp giọng nói, tuyên truyền, phí dùng bao nhiêu? Tần Quan ngẫm nghĩ rồi nói, không cần tiền. Diệp Huyên nhíu mày, Tần Quan cười hi hi, Tiên Bảo Các chúng ta ở khắp chư thiên vạn giới, giúp đỡ tuyên truyền một chút, không cần thu phí. Diệp Huyên. Tần Quan nói tiếp, thật ra, người biết tại sao bọn họ muốn ký gửi cho chúng ta không? Bởi vì danh tiếng, Tiên Bảo Các chúng ta có danh tiếng, sẽ không lừa gạt. Nếu bọn họ lấy đưa cho người khác đấu giá. Nói rồi, nàng ta khẽ lắc đầu, không nói gì thêm. Diệp Huyên hiểu rồi. Danh tiếng. Thứ này rất quan trọng. Dù là hắn, cũng sẽ lựa chọn Tiên Bảo Các. Lúc này, cô gái trên đài bỗng cười nói, chư vị, tiếp theo sẽ đấu giá thần vật cuối cùng. Vừa nói xong, nàng ta mở lòng bàn tay, trong tay, là một hộp kiếm màu tím, hộp kiếm dài 5 thước. Rộng ngang cơ thể người trưởng thành, cả hộp đen tuyền. Cô gái cười nói, thần vật đứng đầu thời thượng cổ, hộp kiếm thiên táng, hiện tại xếp thứ 6 trong bảng thần vật dị giới, trong đó, có 36 thanh thần kiếm, mỗi thanh kiếm đều là thần vật cấp bậc siêu cấp. Ngoài ra, còn có một kiếm trận siêu cấp. Nói xong, nàng ta nhìn mọi người trong sân, giá khởi điểm 10 tỷ. Lúc này, thanh niên lúc nãy đã mua thiên mạch bỗng lên tiếng, 20 tỷ. 20 tỷ. Nghe vậy, mọi người trong sân đều nhìn thanh niên kia liếc nhìn Diệp Huyên bên cạnh, cười nói các hạ là kiếm tu, hôm nay đến đây, là vì hộp kiếm này đúng chứ? Diệp Huyên nhìn thanh niên, thế nào? Thanh niên cười ha ha, không có gì, ta chỉ là muốn nói, hôm nay các hạ không có duyên với hộp kiếm này rồi. Bởi vì, ta thật sự rất rất có tiền đấy. Diệp Huyên quay đầu nhìn Tần Quan giơ một ngón tay, sau đó nói, ngươi hô đi. Diệp Huyên do dự chốc lát, sau đó nói, 20 tỷ 100 triệu. Nghe vậy, Tần Quan thoáng chốc trừng mắt ngơ ngác, ngươi. Diệp Huyên chớp mắt, sao vậy? Tần Quan lại gần Diệp Huyên, nhẹ giọng nói, hô 100 tỷ. Diệp Huyên kinh ngạc, cái này, có phải quá nhiều rồi không? Tần Quan khẽ nhíu mày, 100 tỷ mà thôi, nhiều sao? Một ngày ta tiện tay cũng kiếm được mấy trăm tỷ đấy, được không? Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ. Tần Quan khẽ cười, đừng kinh ngạc, nhiều năm trước, ta đã không còn hứng thú với tiền rồi. Đương nhiên, đối với việc tiêu tiền thì ta vẫn thấy hứng thú mà. Diệp Huyên. Không có hứng thú với tiền. Diệp Huyên im lặng, lúc này hắn chỉ cảm thấy trong lòng ức chế muốn chết. 20 tỷ 100 triệu.
Thanh niên đằng xa bỗng cất tiếng cười to, ngươi cũng keo kiệt quá rồi đó. Hắn ta nói xong bèn nhìn về phía cô gái trên đài sảng khoái nói, 30 tỷ. Tần quan bên cạnh Diệp Huyên nói, ngươi cứ hô, tùy tiện ra giá đi. Tùy tiện ra giá. Diệp Huyên cười, 30 tỷ 100 triệu. 30 tỷ 100 triệu. Chỉ nhiều hơn 100 triệu. Thanh niên nhìn Diệp Huyên hô, 40 tỷ. Diệp Huyên lập tức hô, 40 tỷ 100 triệu. Thanh niên híp mắt lại, 50 tỷ. Diệp Huyên cười, 50 tỷ 100 triệu. Hắn ta nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên nói, người có biết 50 tỷ là bao nhiêu không? Diệp Huyên lắc đầu, không biết. Thanh niên nhìn thẳng vào Diệp Huyên với ánh mắt lạnh lẽo, không biết còn hô. Diệp Huyên hơi khó hiểu, không có tiền thì không được hô à? Mọi người trong điện nghe vậy khóe miệng đều giật tăng tăng. Mẹ nó! Không có tiền ngươi còn hô. Thanh niên quay đầu nhìn cô gái trên đài hỏi, không có tiền cũng có thể ra giá hả? Cô gái mỉm cười, vị công tử này, không có tiền đúng là có thể ra giá. Đương nhiên, một khi mặc cả xong nếu đối phương không lấy được tiền ra thì tiên bảo các ta sẽ tiến hành xử lý chuyện này. Thanh niên cười, xử lý thế nào? Cô gái liếc tần quan cạnh Diệp Huyên rồi đáp, xem ai để quyết định. Mọi người. Nụ cười trên mặt thanh niên lập tức trở nên rét lạnh, sao? Nếu đối phương có ô dù lớn thì các ngươi sẽ không xử lý. Cô gái mỉm cười đáp, thưa công tử, ngươi có thể chọn cách ra giá tiếp hoặc không? Nếu không ra giá thì thứ đó chính là của vị công tử kia. Thanh niên nhìn chằm chằm vào cô gái lại hỏi, nếu hắn không có tiền thì sao? Cô gái bình tĩnh đáp, vậy đó chính là chuyện giữa tiên bảo các ta và vị công tử kia. Thanh niên im lặng một lát rồi hô, 60 tỷ. Diệp Huyên bên cạnh cười cũng hô, 60 tỷ 100 triệu. Thanh niên nhìn chòng chọc vào Diệp Huyên gần, 70 tỷ. Diệp Huyên lập tức hô theo, 70 tỷ 100 triệu. Thanh niên quay phát đầu lại nhìn cô gái trên đài, 100 tỷ. 100 tỷ. Trong điện bỗng trở nên im phăng phắc. Đây cũng không phải một con số nhỏ. Dù mấy thế lực siêu cấp của vũ trụ quan huyên cũng chưa chắc lấy ra được, ít nhất không có khả năng lấy ra được trong một thời gian ngắn. Vậy mà thanh niên trước mắt lại dám ra 100 tỷ, đây đúng là không đơn giản mà. Thanh niên quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, khiêu khích hô tiếp coi. Diệp Huyên bỗng đứng phát dậy, nhìn chằm chằm vào thanh niên kia, mặt mày xanh mét hô, 150 tỷ. Mọi người! Thanh niên thấy Diệp Huyên giống như một con trâu đực đang tràn ngập tức giận thì khóe miệng khẽ cong, 170 tỷ. Diệp Huyên lại chợt nói, ta từ bỏ. Hắn nói xong bèn ngồi trở về. Thanh niên nghe vậy, nụ cười nhạt nơi khóe miệng lập tức cứng đờ, đầu óc cũng có chút mờ mịt. Trong điện, vẻ mặt của mọi người cũng trở nên quái dị. Hắn ta nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên quát, ngươi chơi ta. Diệp Huyên có hơi khó hiểu, sao huynh đài lại nói vậy? Ta không có nhiều tiền như vậy nên không ra giá tiếp thôi. Có vấn đề gì à? Thanh niên híp mắt lại gắt, chưa có ai dám đùa bỡn ta như thế. Diệp Huyên lại vô cùng khó hiểu, chẳng phải ngươi nói mình chẳng có gì ngoài tiền sao? Nếu có nhiều tiền vậy thì ngươi tức cái gì? Lẽ nào? Diệp Huyên nói đến đây ra vẻ kinh ngạc hô, lẽ nào ngươi cũng giống ta? Hoàn toàn không có tiền mà chỉ là hô cho vui. Mọi người. Thanh niên nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên quát, ra đấu. Diệp Huyên lắc đầu, không. Thanh niên châm chọc, hèn vậy luôn. Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi đáp, đánh với ngươi thì có chỗ tốt gì. Mọi người. Thanh niên nhìn chòng chọc vào Diệp Huyên hỏi, một mình đấu mà ngươi còn muốn chỗ tốt. Diệp Huyên nghiêm túc vặn lại, không có chỗ tốt thì ai đánh với ngươi. Ăn no rừng mỡ à, ngươi muốn đánh cũng được thôi, lấy tiền cược ra, thiên mạch đó của ngươi được đó, lấy nó làm tiền cược đi. Thiên mạch. Mọi người có mặt ở đây nghe vậy đều thay đổi sắc mặt. Hóa ra mục đích của thiếu niên này chính là thiên mạch. Thanh niên nhìn Diệp Huyên, đến lúc này hắn ta mới phát hiện đối phương không phải một thằng ngu, mà là đang giả ngu. Đã thế còn ngấp nghé thiên mạch của mình. Diệp Huyên cười hỏi, đánh không? Thanh niên liếc Diệp Huyên, ta có thiên mạch, người có cái gì? Diệp Huyên mở tay ra,
một hòn đá xuất hiện trong tay hắn. Cũng là thiên mạch. Thanh niên thấy vậy híp mắt lại, ra là trong tay ngươi. Diệp Huyên gật đầu, đánh không? Thanh niên im lặng. Diệp Huyên cười nói, không đánh cũng chẳng sao, ngươi không đánh thì ta sẽ cầm thiên mạch này đi bán, ít nhất cũng phải bán được 200 tỷ tinh thần mạch. Thanh niên chậm rãi siết chặt tay phải lại, nhìn Diệp Huyên mà không biết đang nghĩ gì. Mọi người đều biết thiên mạch có 3 cái, gia tộc của hắn ta đã có được cái thứ 2, nên hắn ta nhất định phải lấy được cái thứ 3 này. Thanh niên nghĩ đến đây bèn nhìn về phía Diệp Huyên cười nói, đánh nhau gì chứ, mất lòng biết bao nhiêu nhỉ. Vị huynh đài này, ban nãy có nhiều chỗ đắc tội, mong huynh hãy bỏ qua nhé. Diệp Huyên câm nín. Điều này có chút ngoài dự đoán của hắn, đối phương thế mà lại không đánh. Thanh niên ngó Diệp Huyên rồi quay đi. Hắn ta cũng không ngu, nếu thiếu niên trước mặt dám lấy thiên mạch ra làm tiền cược thì điều có nghĩa là gì? Nghĩa là đối phương có lòng tin sẽ thắng. Nhịn một chút vậy. Lúc này, cô gái trên đài chậm rãi đi đến trước mặt thanh niên, nhìn hắn ta nói, công tử, 170 tỷ tinh thần mạch. Nàng ta nói xong bèn đưa cái hộp kiếm kia đến trước mặt thanh niên. Thanh niên im lặng. Cô gái mặt mày bình tĩnh gọi, công tử. Thanh niên nặng nề nói, ta không có nhiều tiền như vậy. Cô gái khẽ gật đầu rồi lùi sang bên, bấy giờ, một luồng uy áp bỗng xuất hiện trong điện. Sau đó, một cô gái đeo đao chợt xuất hiện trước mặt thanh niên. Đúng là thần tụ kia. Thanh niên nhìn thấy thần tụ thì con ngươi chợt co rút lại, lòng thầm hoảng hốt. Bán bộ quan cảnh. Cô gái trước mắt vậy mà lại là bán bộ quan cảnh. Tiên bảo các này đến cả cao thủ khủng bố như thế cũng có. Thần tụ nhìn thanh niên nói, có 3 lựa chọn, 1, thanh toán toàn bộ số tiền. 2, trả 30% số tiền vi phạm điều khoản. 3, để đầu lại treo ngoài đại điện. Sắc mặt thanh niên có hơi khó coi, chỉ vào Diệp Huyên đằng xa nói, hắn cũng hồ tầm bậy, cũng vi phạm quy tắc của tiên bảo các. Mặt mày thần tụ lạnh tanh hỏi ngược lại, sao ngươi biết hắn không có tiền? Thanh niên cả giận, chính hắn nói, tất cả mọi người đều nghe thấy. Diệp Huyên đằng xa cười nói, ta không có tiền nên mới từ bỏ đó. Ngươi không có tiền thì sao còn ra giá? Giá cuối cùng là ngươi ra chứ không phải ta. Thanh niên nhìn chòng chọc vào Diệp Huyên, không nói gì. Thần tụ liếc thanh niên, chọn đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thanh niên im lặng một lát rồi nói, ta trả tiền vi phạm. Tiền vi phạm khoảng mấy chục tỷ. Viêm màng túi rồi. Xong, hắn ta không có chọn thanh toán hết vì số tiền 170 tỷ kia quá lớn, lớn đến nỗi dù là gia tộc cũng không lấy ra nổi. Hắn ta cũng muốn trốn nhưng thần tụ trước mặt lại khiến bản thân gạt bỏ cái suy nghĩ không thực tế ấy. Thanh niên mở tay ra, một chiếc nhẫn chứa đồ bèn chậm rãi bay đến trước mặt cô gái trên đài. Nàng ta nhận lấy rồi đi về phía Diệp Huyên và Tần Quan, đưa nó cho Tần Quan. Thanh niên kia thấy vậy, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, tiên bảo các. Tiên bảo các người cấu kết nhau lừa ta. Bấy giờ, một ông lão bên trái bèn châm chọc nói, cấu kết lừa ngươi. Chàng trai trẻ, mở to mắt ngươi ra nhìn đi, đây là các chủ tiên bảo các Tần Quan cô nương. Đúng là mắt chó không xem được ngà voi sao. Sao ý chỉ kẻ thiển cận cao ngạo. Tần Quan các chủ. Thanh niên nghe vậy ngây người rồi vội vàng ôm quyền. Tần Quan các chủ, ban nãy đã đắc tội rồi. Tần Quan cười nói, công tử, là ngươi lừa bạn ta trước. Nhưng lại không nắm chắc được mức độ nên mới bị hắn lừa ngược lại. Đây là ngươi tự mình gieo gió gặt bão thôi. Thanh niên hơi rũ đầu không dám nói chuyện. Tần Quan cầm lấy chiếc nhẫn trước mặt cô gái rồi đưa cho Diệp Huyên, của ngươi đây. Diệp Huyên chớp chớp mắt, cho ta. Tần Quan gật đầu. Diệp Huyên cười hì hì, sao ta có thể không biết xấu hổ vậy đâu. Hắn nói xong bèn cất nhẫn đi. Tần Quan liếc Diệp Huyên rồi cầm hộp kiếm kia lên cẩn thận quan sát, sau đó mới nói, thứ này đúng là không tầm thường, cũng vừa lúc thích hợp với ngươi. Nàng ta vừa dứt lời bèn đưa hộp kiếm cho Diệp Huyên bảo, tặng ngươi. Diệp Huyên ngó Tần Quan hỏi, tặng ta. Tần Quan gật đầu, tặng ngươi. Diệp Huyên im lặng một lát rồi hỏi, tại sao? Tần Quan cười, thích thì tặng thôi. Diệp Huyên lặng thinh một lát rồi nói, được.
hắn nói xong bèn nhận lấy hộp kiếm kia. Tần quan đứng dậy rồi nói, chúng ta nên chia tay rồi. Diệp Huyên kinh ngạc nhìn tần quan, cảm thấy có hơi bất ngờ. Tần quan cười, ta muốn đi làm một chuyện. Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi cười nói, vậy gặp lại sau. Tần quan cũng cười, nàng ta chần chờ một lát rồi hỏi, có cần để thần tụ lại giúp ngươi không? Diệp Huyên lắc đầu, không cần đâu. Tần quan chớp mắt hỏi, tự dựa vào mình à? Diệp Huyên gật đầu. Tần quan cười nói, vậy cẩn thận nhé. Nàng ta nói xong bèn xoay người rời đi. Diệp Huyên bỗng mở miệng hỏi, chúng ta còn có thể gặp lại không? Tần quan dừng lại, im lặng một lúc mới đáp, có lẽ là không. Diệp Huyên hơi khó hiểu, tại sao? Tần quan xoay người nhìn về phía Diệp Huyên, chớp mắt hỏi, ta có thể nói thật không? Diệp Huyên cười, đương nhiên rồi. Tần quan lặng im một lúc mới nói, Diệp công tử, thật không dám đấu giếm, ta đã ở bên ngoài vũ trụ quan huyên. Ta đi vòng vèo về là muốn gặp ngươi, mà muốn gặp người lại là vì, đầu tiên ngươi là con trai của Dương Bá Phụ. Dương Bá Phụ là một người rất vĩ đại, bởi vì y từ một con kiến đi đến ngày nay thật sự rất gian nan. Ta muốn gặp con y để xem hắn là một người như thế nào. Thứ hai, ngươi là người có số mệnh lớn, ta muốn gặp thử người thiên mệnh một lần. Nàng ta nói xong thì khựng một lát rồi nói tiếp, ban nãy ngươi hỏi ta còn có thể không lại không? Ta nói có lẽ là không, vì bước chân của ta quá nhanh, có thể ngươi sẽ không đuổi theo kịp. Diệp Huyên. Tần quan cười hì hì, không giận đó chứ. Diệp Huyên lắc đầu cười. Tần quan bỗng nhiên đi đến trước mặt Diệp Huyên rồi mở tay ra, đã có một người gỗ xuất hiện trong tay. Nàng ta đưa nó cho Diệp Huyên nói, nếu ngươi còn có thể gặp lại ta mà vẫn bằng lòng tặng quà cho ta thì ta sẽ nhận. Diệp Huyên nhìn người gỗ nói, nó chỉ đại biểu cho một tình bạn thuần khiết. Tần quan nhìn Diệp Huyên, ta có thể nói thật không? Diệp Huyên, tần quan cười, ta biết, đằng sau ngươi ngoài Dương Bá Phụ ra còn có một vị thiên mệnh vô địch thiên hạ. Nhưng, ta cũng sẽ không vì hai người họ mà lựa chọn làm bạn với ngươi. Ta đã muốn làm quen ai thì sẽ không nhìn vào thân phận và lai lịch đối phương, mà chỉ nhìn vào bản thân hắn. Nàng ta nói xong ngừng lại một lát mới nói tiếp, ngươi có mưu trí và trọng tình trọng nghĩa nhưng Diệp công tử à, tha thứ cho ta nói thẳng nhé, con đường của ngươi có chút chật rồi. Diệp Huyên nhìn tần quan hỏi, ý cô là gì? Tần quan suy nghĩ một lát rồi nói, có lẽ những lời kế tiếp của ta có hơi mất lòng, nhưng ta cũng không có ý xấu mà chỉ muốn giúp ngươi. Nàng ta nói xong bèn dừng lại một lúc mới nói tiếp, ngươi có thể sống đến giờ không phải vì mình là người thiên mệnh, mà là vì thiên mệnh và Dương Bá Phụ. Ngươi cũng biết điều đó, song lại vẫn đang trốn tránh nó. Trốn tránh lòng mình, tức là yếu đuối. Và ngươi cũng không có ý thức được điều này. Đại đạo chân chính là phải dựa vào chính mình xông ra, chứ không phải dựa vào người khác trải sẵn cho. Bọn họ trải sẵn đường cho ngươi, ngươi yên tâm thoải mái đi. Đây là không tốt, hơn nữa, có lẽ ngươi không biết chứ bản thân có thể đi đến ngày hôm nay là vì vị thiên mệnh kia vẫn luôn kéo dài tính mạng cho. Nếu không có nàng thì chắc cuộc đời của ngươi đã kết thúc từ sớm rồi. Tần quan nói đến đây thì khẽ lắc đầu nhỏ giọng thở dài, Diệp công tử, đường đi không chỉ có đi về phía trước, mà còn có thể quay đầu lại xem. Bởi vì khi quay đầu lại, ngươi mới biết được bản tâm của mình. Ngươi khi còn ở Thanh Thành đã không dựa vào bất cứ kẻ nào nhưng vẫn sống tốt được. Lúc đó, ý chí của ngươi rất kiên định, không yếu hơn cha ngươi chút nào. Nhưng giờ, ngươi lại vênh váo. Có điều, sự vênh váo ấy lại không phải vì thực lực của chính ngươi mà là vì thiên mệnh, có thiên mệnh nên ngươi mới không sợ hãi. Nàng ta nói xong bèn cười, ta đến tìm và giúp ngươi. Chắc là trong lòng ngươi đã nghĩ rằng ta muốn nịnh Dương Bá Phụ hay thiên mệnh đúng không? Diệp Huyên im lặng, siết chặt hai tay. Tần quan khẽ than, Diệp công tử, ngươi có phát hiện ra một vấn đề rất nghiêm trọng không? Đó là sự tự tin ngày thường của ngươi không phải xuất phát từ bản thân mà là từ thiên mệnh. Có thiên mệnh nên ngươi có tự tin, nhưng ngươi có biết đây là một chuyện vô cùng đáng buồn không? Diệp Huyên hơi rũ đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Tần quan thải người gỗ vào trong tay Diệp Huyên cười nói, ta không ghét con ông cháu cha, nhưng ta cũng không thích người lấy đó làm vinh. Diệp công tử, ta chờ mong chúng ta có thể gặp lại, càng hy vọng ngươi có thể tìm về bản tâm, làm chính mình. Tam kiếm cũng không đáng sợ,
cái đáng sợ là ngươi cho rằng nó đã là đỉnh tầng, cho rằng mình không thể vượt qua họ. Ngươi càng nghĩ vậy thì càng không thể vượt qua họ được đâu. Nàng ta nói đến đây thì cười, ranh giới của vũ trụ là một nơi mà lòng người và bước chân của con người chưa đạt tới được. Đạo cũng vậy, đừng coi tam kiếm làm ranh giới, Diệp công tử, nước non còn đó, gặp lại sau. Tần quan nói xong bèn xoay người đi ra khỏi điện. Diệp Huyên im lặng đứng tại chỗ. Một lát sau, khí thế trên người Diệp Huyên bỗng nhiên điên cuồng lùi lại, cảnh giới của hắn cũng không ngừng tụt xuống. Thoáng chốc, Diệp Huyên đã tụt xuống thối thể cảnh cấp 1. Trong điện, thanh niên kia ngẩn ra rồi cười ầm lên, buồn cười, đúng là buồn cười mà, nực cười cho tên kiếm tu nho nhỏ. Hóa ra đạo tâm của ngươi vẫn luôn được thành lập dựa trên người khác, ha ha. Trong điện, từng tiếng thở dài vang lên, tâm cảnh sụp đổ, người này đã hoàn toàn phế đi. Ở cửa đại điện, Tần quan ngừng lại, một lát sau lại khẽ thở dài rồi bước nhanh biến mất ở đằng xa. Trong điện, Diệp Huyên bỗng cười nói, Tần quan cô nương, cảm ơn cô. Hôm nay, Diệp Huyên ta tự hủy đạo tâm, ta là ta chứ không phải con trai Dương Diệp, không phải ca ca Thanh Nhi và chẳng phải là người thiên mệnh nào hết. Ta chỉ là ta. Diệp Huyên vừa dứt lời, khí thế trên người đã điên cuồng tăng lên. Dựng lại đạo tâm. Thoáng chốc, khí thế của Diệp Huyên đã kéo lên tới đỉnh. Đúng lúc này, hắn chợt biến mất tại chỗ. Đằng xa, thanh niên kia lập tức biến sắc, đang định ra tay thì kiếm của Diệp Huyên đã đâm vào trán hắn ta được nửa tấc. Diệp Huyên nhìn chằm chằm hắn ta nói, nào, cười tiếp đi, cười đến khi ta hài lòng mới thôi. Thanh niên. Chấm chấm chấm. Trong điện, lặng ngắt như tờ. Thực lực của Diệp Huyên đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thực ra, dù là tu đạo hay tu kiếm thì đều là tu tâm. Mà ban nãy, tâm cảnh của Diệp Huyên đã đột phá. Nói chính xác hơn là tư tưởng của hắn đã đạt tới biến đổi về chất. Cũng chính là thần biến cảnh. Song tư tưởng có sự biến đổi về chất cũng không chỉ đơn giản là tăng lên thực lực. Sắc mặt thanh niên trước mặt Diệp Huyên vô cùng khó coi, ban nãy khi Diệp Huyên ra tay, hắn ta thế mà lại không phản ứng kịp. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là thực lực của Diệp Huyên đã mạnh hơn hắn ta rất nhiều. Diệp Huyên nhìn chằm chằm vào thanh niên hỏi, chẳng phải ngươi thích cười hả? Sao không cười nữa? Thanh niên nhìn thẳng vào Diệp Huyên châm chọc, giết ta. Hắn ta nói xong khóe miệng khẽ cong, ngươi phải biết rằng, nếu ngươi giết ta thì dù sướng giờ nhưng có nghĩ tới hậu quả chưa? Ta không phải một mình mà đằng sau còn đại biểu cho một thế lực khổng lồ. Diệp Huyên nhìn thanh niên, giờ phút này, ta tha cho ngươi, vậy thù oán giữa chúng ta coi như thanh toán xong, được không? Thanh niên ngẩn người rồi đáp, được. Tay phải Diệp Huyên lại bỗng dưng dùng sức. Phụt. Kiếm Thanh Huyên lập tức đâm vào trán thanh niên. Máu tươi bắn tung tóe. Mọi người trong điện thấy cảnh đó đều kinh ngạc. Xiết thật luôn. Thanh niên trợn mắt, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin, ta nói được mà. Diệp Huyên nhìn chằm chằm thanh niên nói, ta không tin ngươi. Hắn vừa dứt lời, kiếm Thanh Huyên đã lập tức hấp thu thần hồn của thanh niên, còn nhẫn chứa đồ của hắn ta lại bay đến trong tay hắn. Tuyệt đối đừng bao giờ tin lời nói của kẻ địch. Nếu ban nãy Diệp Huyên không trùng tu đạo tâm thì người bỏ đá xuống giếng đầu tiên chính là thanh niên này, không đúng, đối phương đã làm thế rồi. Cô gái trên đài của ban tổ chức hơi xấu hổ, cái này phải làm gì đây, nên biết rằng trong điện là không được ra tay đánh nhau. Nhưng Diệp Huyên cũng không phải người bình thường, chỉ có thể cho rằng không nhìn thấy được. Diệp Huyên cất nhẫn chứa đồ của thanh niên rồi xoay người rời đi. Trong điện, chúng cao thủ đều có hơi tò mò nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên đi ra khỏi đại điện rồi ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, im lặng không nói gì. Tự tin. Tần quan đã đánh thức hắn, trước giờ Diệp Huyên vẫn xem nhẹ một vấn đề đó là sự tự tin của mình lại thành lập trên người Thanh Nhi. Có Thanh Nhi thì mình sẽ không bao giờ chết. Càng nghĩ vậy thì mình lại càng vô dụng. Khi còn ở Thanh Thành, không có cha, không có Thanh Nhi thì chẳng phải vẫn có thể xông ra một mảnh trời sao? Đời người cần phải có một chút kỳ ngộ, cũng cần một vài quý nhân giúp đỡ. Nhưng nếu bản thân cứ gửi gắm hết mọi hy vọng lên kỳ ngộ và quý nhân thì chẳng phải đã lẫn lộn đầu đuôi rồi ư.
lúc ở Thanh Thành, mình chỉ là Diệp Huyên. Mà giờ, mình lại là con trai của kiếm chủ áo xanh, là ca ca của thiên mệnh. Giờ nhớ lại, Diệp Huyên không khỏi thở dài. Thực ra, những thân phận ấy lại là một sự trói buộc. Giờ người khác nhắc đến cha đều dựng ngón tay cái lên, một trong tam kiếm, vô địch thời nay. Còn vô số năm sau, khi người khác nhắc đến mình thì sẽ đánh giá mình như thế nào? Con trai của kiếm chủ áo xanh. Ca ca thiên mệnh. Con ông cháu cha. Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt lại, người thì nhất phải có tự mình hiểu lấy. Người có thể không biết xấu hổ, có thể khoác lác nhưng phải có thực lực. Cha cũng không biết xấu hổ nhưng lại chẳng ai dám nói y, đó là vì sao? Vì cha có thực lực. Một lát sau, Diệp Huyên mở mắt ra rồi đi về đằng xa. Tam kiếm là vô địch. Không ai vô địch từ nhỏ, nếu cha, Thanh Nhi và đại ca đều vô địch được thì sao mình lại không? Giờ phút này, tâm cảnh của Diệp Huyên đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ở trong lòng hắn, tam kiếm đã không còn là điều chẳng thể với tới. Vượt qua. Lúc này, hắn đã có lòng vượt qua họ. Song Diệp Huyên cũng biết, muốn vượt qua tam kiếm là rất rất khó. Nhưng mà, hắn vẫn sẽ làm, sẽ lấy nó làm mục tiêu để phấn đấu và phấn đấu suốt cả cuộc đời. Đúng lúc này, thời không trước mặt Diệp Huyên chợt rung lên, kế tiếp một người đàn ông trung niên chậm rãi bước ra. Đó chính là tộc trưởng linh ma tộc Mộc Hư. Mộc Hư nhìn Diệp Huyên nói, Tần các chủ đã rời khỏi vũ trụ quan huyên, không còn ai có thể bảo vệ ngươi nữa, ngươi. Gã còn chưa nói xong thì đã có một thanh kiếm đâm thẳng vào giữa trán. Cơ thể Mộc Hư lập tức cứng đờ, trợn to hai mắt lộ ra vẻ khó tin. Diệp Huyên chậm rãi đi đến trước mặt Mộc Hư, ngẩng đầu nhìn chân trời đằng xa rồi cầm kiếm bổ một cái, đầu Mộc Hư trực tiếp bay lên cao. Sau đó đập về thời không bay vào một tinh vực không biết tên. Trong mảnh tinh vực không biết tên kia có một người đàn ông trung niên đang đứng. Ngũ hành chi chủ ở Nam vực. Diệp Huyên nhìn chằm chằm ngũ hành chi chủ cười nói, ông tốt xấu cũng là ngũ hành chi chủ, cứ cử mấy tên tép siêu này đến ngáng chân ta, thú vị lắm hả? Nào, ta đánh với ông một trận, ta mà chết thì hai cái thiên mạch trên người ta sẽ là của ông. Khiêu chiến ngũ hành chi chủ. Trong tinh không, ngũ hành chi chủ cúi đầu nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Lúc này, đằng sau ngũ hành chi chủ chợt có một người đàn ông trung niên bước ra, ông ta cúi đầu nhìn Diệp Huyên, ngươi là thứ gì mà cũng xứng khiêu chiến chủ nhân của ta. Ông ta nói xong đã biến mất khỏi tại chỗ. Vèo. Trong đất trời bỗng bị xé ra một cái khẽ khổng lồ, một bóng người bay ra rồi xông thẳng về phía Diệp Huyên. Bên dưới. Tay phải Diệp Huyên chậm rãi siết chặt chuôi kiếm, hai mắt khép hờ, chân phải khẽ trùng. Sau đó, hắn bỗng mở mắt ra, chân phải lập tức dùng sức, rút kiếm phóng lên cao. Vèo. Một luồng kiếm quang thoáng chốc xé rách chân trời. A. Một tiếng hét thảm đột nhiên vang vọng ở chân trời, kế tiếp, một cái đầu đẫm máu lập tức rớt xuống. Kia đúng là đầu của người đàn ông trung niên kia. Thần biến cảnh. Trong tinh không, có người hô lên. Thần biến. Phải biết rằng, cảnh giới cao nhất đã biết trước mắt là quan cảnh, mà trên thần biến chính là nó. Có thể nói, thần biến cảnh đã là người đứng trên đỉnh của vũ trụ quan huyên. Trẻ thế đã là thần biến. Trong bóng tối, có vô số người cảm thấy kinh ngạc không thôi. Trong tinh không, ngũ hành chi chủ híp mắt lại. Giờ đây... Trong lòng ông ta cũng có chút kinh ngạc vì không ngờ Diệp Huyên đã đạt tới thần biến cảnh. Bên dưới, Diệp Huyên cắm kiếm vào vỏ rồi ngẩng đầu nhìn ngũ hành chi chủ, thiên mạch là do tiền bối hoang cổ tặng cho ta, ông dựa vào cái gì mà đến cướp. Hắn nói xong bèn rút kiếm ra bổ xuống. Ong, một tiếng kiếm ngân phóng lên cao, kế tiếp, một luồng kiếm quang xé rách bầu trời bổ thẳng về phía ngũ hành chi chủ. Trong tinh không, mặt mày ngũ hành chi chủ vẫn lạnh tanh. Tay phải chậm rãi đè xuống. Thoáng chốc, một ngọn lửa đã tràn ra khắp tinh không. Chỉ trong chốc lát, nó đã bao phủ lấy luồng kiếm quang kia của Diệp Huyên. Dưới sự bao vây của nó, luồng kiếm quang kia của Diệp Huyên đã bị đốt thành tro. Cùng lúc đó, toàn bộ tinh không cũng trở nên mờ ảo. Chẳng những vậy, nhiệt độ của nghiệp đô thành phía dưới cũng tăng lên, nóng giống như muốn hòa tan cả tòa thành,
vô số người vội vàng chạy ra khỏi đó. Trong tinh không, ngũ hành chi chủ nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên nói, ngươi đúng là đã khiến ta hơi bất ngờ đó, vì ta không ngờ ngươi lại có thể đạt tới thần biến cảnh trong một thời gian ngắn như thế. Xem ra, lúc trước ta không nên kiêng kỵ Tần các chủ mà nên giết ngươi luôn. Diệp Huyên nhếch miệng cười, giờ cũng không muộn mà. Ông ta khẽ gật đầu, đúng là không muộn. Vừa dứt lời, tay phải ông ta đã đập mạnh xuống. Thoáng chốc, một cột lửa đã nện thẳng xuống. Đùng. Trong phút chốc, mảnh tinh không thần bí nơi ngũ hành chi chủ đứng đã bắt đầu tan ra. Trong thành, vô số người điên cuồng chạy ra ngoài. Chỉ cần cột lửa ấy nện xuống, dù Diệp Huyên có đỡ được hay không thì nghiệp đô thành cũng sẽ biến mất. Bên dưới, Diệp Huyên nhìn chằm chằm vào cột lửa kia, trong mắt không có chút nào là sợ hãi. Khi nó nện xuống trên không nghiệp đô thành thì hắn bỗng nhiên biến mất khỏi tại chỗ. Ở trong mắt mọi người thì có một luồng kiếm quang phóng lên cao rồi bổ thẳng lên cái cột lửa kia. Ầm. Cột lửa kia điên cuồng rung lên, sau đó lập tức nổ tung. Song trong khoảnh khắc ấy, lại có một tia chớp bổ thẳng xuống đầu Diệp Huyên. Diệp Huyên híp mắt lại, không lùi còn tiến, phóng thẳng lên cao, giơ kiếm bổ về phía tia chớp kia. Ầm. Sau một tiếng nổ mạnh vang lên, vô số tia lửa điện và kiếm quang bắn tung tóe, cả chân trời lập tức bị xé nát. Mà Diệp Huyên cũng bị sức mạnh khủng bố đó đánh lún vào lòng đất. Diệp Huyên vừa hạ xuống, mặt đất dưới chân đã nát bấy và biến thành một cái vực sâu khổng lồ. Trong tinh không, ngũ hành chi chủ cúi đầu nhìn Diệp Huyên hỏi, chỉ thế thôi à? Bên dưới, Diệp Huyên lau vết máu nơi khóe miệng đi, ngẩng đầu nhìn ông ta rồi bỗng dưng biến mất tại chỗ. Vèo, vèo, vèo. Ba luồng kiếm quang chợt xuất hiện trên đầu ngũ hành chi chủ. Tam kiếm hợp nhất. Ngũ hành chi chủ thấy cảnh đó thì híp mắt lại, trong mắt lóe lên vẻ nghiêm trọng. Ông ta sửa đánh thành thủ, tay phải đè xuống, một cái khiên bằng lửa chợt chắn trước mặt. Đùng. Ba nhát kiếm chém xuống, tấm khiên kia lập tức sụp đổ, ngũ hành chi chủ thoáng chốc lùi lại cả ngàn trượng. Diệp Huyên nhìn ông ta nói, chỉ thế thôi à? Chỉ thế thôi à? Đằng xa, vẻ mặt ngũ hành chi chủ lập tức trở nên dữ tợn. Ông ta liếc Diệp Huyên nói, dù đằng sau ngươi có ai thì bản chủ cũng phải giết người. Ông ta nói xong bèn mở hai tay ra, thoáng chốc, vô số sấm sét đã ngưng tụ giữa hai tay. Khi nó vừa xuất hiện, tinh không xung quanh lập tức run lên. Diệp Huyên ở phía xa chậm rãi nhắm mắt lại, tay trái siết chặt kiếm Thanh Huyên trong tay. Ngũ hành chi chủ bỗng dưng biến mất. Vèo. Một cột sấm sét khổng lồ chợt vụt qua tinh không, đập nát tất cả mọi thứ. Diệp Huyên bỗng rút mạnh kiếm ra rồi bổ xuống. Rút kiếm định sinh tử. Trong khoảnh khắc đó, Diệp Huyên đã trồng được mấy vạn luồng. Đùng. Cột sấm sét ấy lập tức bị bổ nát. Còn ngũ hành chi chủ cũng đã xông tới trước mặt Diệp Huyên, rồi đấm thẳng một quyền vào bụng hắn. Song gần như cùng lúc đó, tay phải Diệp Huyên cầm kiếm cũng chém ngang qua cổ của ông ta. Ầm. Bùm. Hai người đồng loạt lùi lại. Sau khi Diệp Huyên dừng lại, cơ thể đã nát bét, chỉ còn lại linh hồn. Ngũ hành chi chủ dừng lại xong, cơ thể cũng vỡ nát chỉ còn lại linh hồn. Hai bên cùng bị thương nặng. Ngũ hành chi chủ ngó linh hồn của mình, chậm rãi siết chặt tay phải, mặt mày hết sức khó coi. Ông ta thế mà lại bị một thiếu niên đánh nát cơ thể. Điều này quả thật là hết sức nhục nhã. Ông ta nhìn Diệp Huyên đằng xa rồi chậm rãi nhắm mắt lại, thiên địa ngũ hành, nghe ta hiệu lệnh, ngưng. Phút chốc, vô số nguyên tố ngũ hành trong đất trời lập tức ùa về phía ngũ hành chi chủ. Ầm. Cả tinh hà tức thì sôi lên. Đằng xa, Diệp Huyên im lặng một lát rồi nói, cao thủ so chiêu, đến lúc liền ngừng, tạm biệt. Hắn nói xong bèn dứt khoát xoay người biến mất khỏi đây. Trong tinh không, ngũ hành chi chủ trợn mắt há hốc mồm, ông đây chuẩn bị xong đại chiêu rồi, người thế mà lại chạy. Sắc mặt ông ta hết sức khó coi, vung tay phải lên, những nguyên tố ngũ hành tụ đến lập tức tan đi. Song đúng lúc này, thời không trước mặt ngũ hành chi chủ lại bỗng nhiên nứt ra, sau đó, có một luồng kiếm quang chém tới. Trảm tương lai. Một kiếm trảm tương lai. Cũng là một kiếm dùng hết cả sức mạnh của Diệp Huyên.
Con người ngũ hành chi chủ chợt co rút lại, sự việc xảy ra bất ngờ khiến ông ta không kịp chuẩn bị, chỉ có thể bị động phòng ngự. Hai tay ông ta lập tức chắn trước mặt, trong cơ thể bỗng tỏa ra một khí thế khủng bố hình thành một tấm khiên. Đùng! Tấm khiên kia lập tức nát bấy, một thanh kiếm thoáng chốc đã đâm vào trán ngũ hành chi chủ, sức mạnh khủng bố khiến linh hồn ông ta bay ngược ra mấy vạn trượng. Lúc này, Diệp Huyên chợt xuất hiện trước mặt ngũ hành chi chủ. Tiểu tháp bỗng nhiên mở miệng, tiểu chủ, chẳng phải người đã nói sẽ không làm màu sao? Diệp Huyên hỏi ngược lại, ta có gọi người không? Tiểu tháp lập tức đáp, không. Diệp Huyên lại hỏi, ta không dựa vào cha hay muội muội, ta giết ông ta bằng chính bản lĩnh của mình, người dựa vào cái gì nói ta làm màu? Ai quy định đánh nhau thì phải tuân thủ võ đức, không thể dùng đầu óc. Tiểu tháp. Chấm chấm chấm. Trước mặt Diệp Huyên, vẻ mặt ngũ hành chi chủ đầy ngỡ ngàng. Bại rồi. Ông ta thật không ngờ, ông ta vậy mà đã bị đánh bại. Hơn nữa, còn là thua trong tay người mà ông ta từng coi như con kiến. Ngũ hành chi chủ đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyên, giống giận ta không phục. Ông ta đương nhiên không phục, ông ta còn chưa tung ra đại chiêu, đã bị Diệp Huyên ám giết như vậy, ông ta làm sao phục. Ngũ hành chi chủ nhìn chằm chằm Diệp Huyên, người có bản lĩnh, thì đường đường chính chính đánh bại ta, chơi ám chiêu, người thấy đáng xấu hổ à? Ngươi! Ông ta còn chưa nói xong, kiếm Thanh Huyên đột nhiên run lên kịch liệt, bắt đầu nhanh chóng hấp thu linh hồn ông ta. Lúc này, một hơi thở khủng bố đột nhiên đánh úp tới từ phía chân trời xa xôi. Ngũ hành chi chủ ngẩng đầu, trong mắt bùng lên hy vọng sống còn, lúc này giống giận pháp chủ cứu ta. Chỗ sâu trong tinh không, một giọng nói già nua đột nhiên vang lên, giữ ông ta. Một bên, Diệp Huyên nheo mắt, tay phải áp mạnh xuống phía dưới. Kiếm Thanh Huyên từ bỏ việc hấp thu, xóa đi linh hồn của ngũ hành chi chủ trong nháy mắt. Thần hồn câu diệt. Ngũ hành chi chủ. Lúc này, một luồng uy áp khủng bố xuất hiện ở trên bầu trời Nghiệp Đô Thành, tiếp đó, một ông lão xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nam vực pháp chủ, quản lý ít nhất 70% pháp tắc trên thế gian, thực lực, sâu không lường được. Pháp chủ nhìn Diệp Huyên, sắc mặt âm trầm. Diệp Huyên cười mỉa, hóa ra là pháp chủ. Pháp chủ nhìn chằm chằm Diệp Huyên, người biết ta. Diệp Huyên gật đầu, thế gian có ai không biết pháp chủ. Thật không dám giấu, ta đã ngưỡng mộ tiền bối rất nhiều năm rồi. Pháp chủ nhìn Diệp Huyên, vừa rồi ngươi biết ta muốn cứu ông ta. Cho nên, ngươi cố ý giết ông ta trước khi ta nói hết câu. Ngươi là muốn cho ta một bậc thang bước xuống, hay là tự cho mình bậc thang xuống? Diệp Huyên mỉm cười, ngũ hành chi chủ muốn giết ta, sau đó ta giết ngược lại ông ta, điều này có vấn đề gì sao? Pháp chủ nhìn chằm chằm Diệp Huyên, hiện tại ta muốn nói là, ngươi biết rõ ta muốn cứu ông ta, lại cố ý giết ông ta trước khi ta đến, ngươi. Diệp Huyên đột nhiên ngắt lời pháp chủ, ngươi là cái thá gì? Khuôn mặt mọi người đầy kinh ngạc, người này sao mà lật mặt còn nhanh hơn lật sách? Diệp Huyên nhìn pháp chủ, cười nói, gọi ngươi một tiếng tiền bối, ngươi thật sự coi mình là ông nội rồi. Ta muốn giết ai, liên quan gì đến ngươi? Cha ta cũng chưa quản ta, lão tử cần ngươi quản. Vừa dứt lời, hắn trực tiếp rút kiếm ra, chém về phía pháp chủ. Cho ngươi bậc thang. Người không xuống, vậy chết đi. Đánh là xong chuyện. Người sống trên đời, không nên chịu đựng bực bội. Những cường giả trốn trong bóng tối nhìn thấy Diệp Huyên trực tiếp ra tay, thì đều sững sờ. Vị thiếu niên này là một người lỗ mãng. Ai cũng dám đánh. Pháp chủ thấy Diệp Huyên động thủ, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng, ông ta chợt vung tay phải lên, một pháp tắc thần bí thổi quét xuống từ phía chân trời. Pháp tắc hiện ra. Trong bóng tối, tất cả cường giả đều thay đổi sắc mặt rõ rệt. Phải biết rằng, vị ở trước mặt đây chính là pháp chủ, quản lý ít nhất 70% pháp tắc của vũ trụ quan huyên, mà những pháp tắc này đều không phải pháp tắc bình thường. Mỗi một pháp tắc, đều đại diện cho một loại quy tắc, có sức mạnh khủng bố có thể hủy diệt trời đất. Phía chân trời, Diệp Huyên cũng đã nhận ra sức mạnh khủng bố của pháp tắc kia, khiến hắn cũng có hơi hoảng sợ. Mà lúc này, hắn không còn đường lui, chỉ có thể bất chấp tiến lên.
Diệp Huyên chém một kiếm lên đạo pháp tắc kia. Suy. Trước ánh mắt của mọi người, pháp tắc kia trực tiếp bị xé rách, sau đó vỡ tan. Mà Diệp Huyên lại không việc gì cả. Mọi người sững sờ. Pháp chủ kia cũng mặt đầy khó tin, pháp tắc của mình đã bị diệt rồi. Bản thân hình như không nương tay đi. Không chỉ có mọi người, Diệp Huyên cũng ngẩn người, sao lại thế này? Hắn đã mạnh như vậy rồi. Rất nhanh, hắn nhớ tới một chuyện. Kiếm Thanh Huyên. Mẹ nó. Kiếm Thanh Huyên, có phá hết thảy pháp, tất cả đạo trên thế gian. Bản thân vậy mà lại quên mất. Diệp Huyên nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay, trầm lặng. Kiếm Thanh Huyên có thể phá hết thảy các pháp, cũng chính là nói, tuy cảnh giới của bản thân không bằng pháp chủ, nhưng đối mặt pháp chủ này, kiếm của mình có công dụng khắc chế đối phương. Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, người không phải là muốn không dùng kiếm Thanh Huyên đấy chứ? Diệp Huyên trầm lặng một lát, sau đó nói, không dùng. Nói xong, hắn mở lòng bàn tay ra, kiếm Thanh Huyên lập tức hóa thành kiếm quang trở về trong tiểu tháp. Diệp Huyên nhìn về phía pháp chủ ở chân trời, hắn mở lòng bàn tay ra, một thanh kiếm bình thường xuất hiện trong tay hắn. Pháp chủ nhìn chằm chằm Diệp Huyên, sắc mặt âm trầm, ngươi là khinh thường lão phu sao? Với ánh mắt của ông ta, đương nhiên có thể nhìn ra được chỗ siêu phàm của kiếm Thanh Huyên, mà ông ta thật không ngờ, Diệp Huyên vậy mà lại thu hồi thanh kiếm kia. Đây là đang khinh thường ông ta sao? Phía dưới, Diệp Huyên cầm kiếm chỉ thẳng vào pháp chủ, đấu tiếp. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên biến mất tại chỗ. Bù! Một tiếng kiếm đột nhiên phóng lên cao, chấn động trời đất. Phía chân trời, ánh mắt pháp chủ hiện lên chút tà khí, ông ta bước lên trước một bước, tay phải áp mạnh xuống. Ầm! Cái áp tay này, tinh không treo lộn ngược, nghiền áp xuống. Pháp tắc tinh không. Có thể ngự hàng nghìn vạn tinh không. Cùng với tinh không treo ngược nghiền áp xuống, trong nháy mắt, tất cả cường giả của Nghiệp Đô đều biến sắc, đây không chỉ nhằm vào một mình Diệp Huyên, là cả Nghiệp Đô Thành. Nếu nó đánh xuống, cả Nghiệp Đô Thành đều sẽ tan thành cho bụi. Phía dưới, ánh mắt Diệp Huyên hiện lên tà khí, hắn từ từ nhắm mắt lại, cơ thể dần dần trở nên hư ảo, thời không vặn vẹo. Cùng lúc đó, hắn đột nhiên rút kiếm chém một nhát. Rút kiếm định sinh tử. Bù. Tiếng kiếm vang vọng cả vũ trụ tinh không. Ầm. Một kiếm này của Diệp Huyên chém ra, mảnh tinh không treo ngược rơi xuống kia trở nên hư ảo, nhưng Diệp Huyên cũng bị chấn lùi xa hàng trăm nghìn trượng. Hắn vừa dừng lại, đã lập tức rơi vào trong vực sâu thời không thần bí không xác định. Trong vực sâu thời không, từng lực lượng thần bí khủng bố không ngừng ăn mòn hắn. Diệp Huyên không thèm để ý lực lượng ăn mòn kia, hắn ngẩng đầu nhìn về phía pháp chủ ở xa xa, pháp chủ nhếch môi nở nụ cười dữ tợn, chỉ vậy. Ngươi còn dám coi thường ta, ngươi. Ông ta vừa nói dứt lời, một đạo kiếm quang đột nhiên chém thẳng xuống từ trên đỉnh đầu ông ta. Trảm tương lai. Ầm. Pháp chủ bị một kiếm bất ngờ này chém bay xa hàng vạn trượng. Diệp Huyên đã dung hợp với thời không. Khi thi triển trảm tương lai và trảm quá khứ, có thể làm một cách im hơi lặng tiếng, cho dù là cường giả cấp bậc cao như pháp chủ, cũng không thể cảm nhận thấy sự thay đổi của thời không. Pháp chủ kia vừa dừng lại, thì lại là một kiếm chém tới. Lại là trảm tương lai. Pháp chủ híp mắt lại, hắn đột nhiên mở lòng bàn tay ra, một đạo pháp tắc bay lơ lửng trong tay ông ta. Ầm. Một kiếm của Diệp Huyên lập tức bị đạo pháp tắc này ngăn cản. Nhưng mà, lại một kiếm tới. Một kiếm nối tiếp một kiếm. Kiếm sau nhanh hơn kiếm trước. Kiếm sau càng quỷ dị hơn kiếm trước. Pháp chủ không ngừng lùi về sau, đối mặt với những nhát kiếm quỷ dị này của Diệp Huyên, ông ta chỉ có thể phòng thủ một cách bị động, bởi vì ông ta không biết lúc nào những kiếm này sẽ bay đến. Chỉ khi chúng bay ra, ông ta mới có thể phản ứng lại, mà lúc đó, ông ta đã mất cơ hội chủ động tấn công. Tại đây, phi kiếm của Diệp Huyên càng ngày càng nhiều, toàn bộ đều là trảm tương lai. Đây còn không phải là điều đáng sợ nhất chính là, còn có trảm quá khứ. Với trình độ thời không hiện tại của hắn, bất kể là tương lai hay quá khứ, hắn đều có thể để kiếm xuất hiện tại bất kỳ thời gian nào. Thật ra, trước đây hắn chưa từng thử qua, vừa rồi khi giao đấu với pháp chủ,
Trong đầu hắn đột nhiên nảy ra ý nghĩ này. Ba kiếm hợp nhất. Không, hắn phải đổi cách chơi, từng kiếm đến, nhưng là, hắn không chỉ ra ba kiếm, hắn phải ra vô số kiếm. Về phần tiêu hao, hắn hiện tại có đến mười mấy tỷ tinh thần mạch, hắn đủ khả năng tiêu hao. Nếu không có những tinh thần mạch này, hắn cũng không dám chơi như vậy. Thật ra, nếu những kiếm này của hắn đổi thành kiếm Thanh Huyên, uy lực sẽ càng khủng bố. Nhưng hắn vẫn không dùng kiếm Thanh Huyên. Giữa sân, pháp chủ vẫn bị áp chế, ông ta đã lùi hàng trăm nghìn trượng. Mà Diệp Huyên cũng không dám dừng lại, một khi dừng lại, pháp chủ nhất định sẽ phản công, hắn vẫn là có kiêng dè đối với những pháp tắc thần bí của pháp chủ. Diệp Huyên càng đánh càng hưng phấn, mặc dù không có kiếm Thanh Huyên, nhưng là, khí thế của hắn cũng càng đánh càng thịnh, hiện tại, hắn đã áp chế pháp chủ một cách toàn diện. Trong bóng tối, những cường giả ẩn núp kia đều kinh hãi không thôi, Diệp Huyên này chỉ là thần biến cảnh, lại có thể đè ép một trong những đầu sỏ siêu cấp của Nam vực ra đánh. Điều này thật không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng, pháp chủ này ít nhất là bán bộ quan cảnh, đừng xem thường bán bộ này. Bán bộ này có thể là ranh giới mà vô số người cả đời cũng không thể bước qua. Đúng lúc này, phía chân trời Diệp Huyên đột nhiên biến mất. Làm ba việc cùng lúc. Hắn không chỉ điên cuồng thi triển trảm quá khứ và trảm tương lai, bây giờ còn muốn thêm trảm hiện tại. Khi Diệp Huyên biến mất, xa xa đồng tử mắt pháp chủ chợt co rụt lại, ông ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Huyên chém tới. Giờ phút này, ông ta không chỉ đối mặt với một kiếm này của Diệp Huyên, mà còn cả vô số kiếm tương lai và quá khứ. Nếu đổi lại là người thường, đối mặt loại kiếm khủng bố như này, thì sớm đã thân một nơi, đầu một nơi rồi. Pháp chủ đột nhiên giống giận, vạn pháp ra thân. Thanh âm vừa dứt, trong cơ thể ông ta đột nhiên tuôn ra vô số lực lượng pháp tắc, những lực lượng pháp tắc này hình thành vô số đạo lực lượng pháp tắc bảo vệ quanh người ông ta, nhưng mà, những lực lượng pháp tắc này chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản kiếm của Diệp Huyên. Bởi vì kiếm của Diệp Huyên đã đạt đến biến chất, không chỉ như thế, thần hồn và tư tưởng của hắn càng là đã đạt đến thần biến. Nếu pháp chủ là quan cảnh chân chính, ông ta có thể dễ dàng phá chất. Đáng tiếc, ông ta không phải, ông ta chỉ là bán bộ quan cảnh. Nhìn thấy vạn pháp gia thân của mình vẫn không thể ngăn chặn kiếm của Diệp Huyên, pháp chủ bỗng nhiên ngẩng đầu giống giận, thời gian chi chủ, người này nghịch loạn thời không, tùy ý đi giữa quá khứ tương lai. Người thật sự không ngăn cản sao? Ông ta biết, sở dĩ Diệp Huyên thi triển những kiếm quỷ dị này, là bởi vì Diệp Huyên đã nghịch loạn thời gian, mà thời gian chi đạo không thuộc ông ta quản lý, bởi vậy, ông ta không làm gì được Diệp Huyên. Nhưng, ông ta biết, thời gian chi chủ có thể hạn chế Diệp Huyên. Thời gian chi chủ. Tiếng nói của pháp chủ xuyên qua tầng tầng thời không, cuối cùng đến phía nam vũ trụ quan huyên. Một lát sau. Một giọng nói đột nhiên vang lên từ trong thời gian thần đình, ai dám nghịch loạn thời gian? Chán sống rồi sao? Vừa dứt lời, một bóng người phóng lên cao, thẳng lên trời cao, tốc độ tăng nhanh, trong chớp mắt, bóng người này đã đến phía trên bầu trời Nghiệp Đô Thành. Người đến chính là thời gian chi chủ. Sắc mặt của thời gian chi chủ vô cùng âm trầm, ai dám nghịch loạn thời không, chán sống rồi à? Hả? Pháp chủ giận dữ chỉ Diệp Huyên ở xa xa, chính là gã. Còn chưa nói xong, từng tia kiếm quang lại chém tới, cắt ngang lời ông ta. Thời gian chi chủ quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, khi nhìn thấy Diệp Huyên, biểu cảm ông ta cứng đờ, đột nhiên, ông ta cảm giác chân hơi nhũn ra. Xa xa, pháp chủ bị kiếm quang ép đến đường cùng, đột nhiên giống giận còn không giết chết hắn. Thời gian chi chủ. Chấm 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 chấm. Không thể không nói, lúc này thời gian chi chủ cũng sững sờ. Đây không phải là Diệp Thiếu sao? Trước khi đến, ông ta còn có chút nghi ngờ, là ai đang nghịch chuyển thời không? Phải biết rằng, có người nghịch chuyển thời không, thì ông ta có thể biết ngay lập tức được, mà hiện tại nhìn thấy Diệp Huyên thì ông ta cũng hiểu rồi. Bởi vì Diệp Huyên có pháp tắc mà ông ta tặng, vì vậy, Diệp Huyên nghịch chuyển thời không, đồng nghĩa là ông ta cho phép. Cho nên thời không chi đạo không chống lại hắn. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, mẹ nó đây là Diệp Thiếu đấy. Giết Diệp Thiếu. Pháp chủ này điên rồi sao? Nhìn thấy thời gian chi chủ ngây người tại chỗ,
Pháp chủ khổ sở chống đỡ tức giận quát, thời gian chi chủ, người còn đợi gì nữa? Thời gian chi chủ lạnh lùng liếc nhìn pháp chủ, người giống gào cái gì? Ta thân với ngươi lắm sao? Pháp chủ, ông đây không thân với ngươi. Nghe vậy, pháp chủ trợn tròn mắt, không hiểu nỗi đang xảy ra chuyện gì, ngươi. Thời gian chi chủ tức giận nói, ngươi cái gì mà ngươi? Ngươi đừng có nói với ta, lão phu không quen biết ngươi. Pháp chủ. Ngay lúc này, thời không ở phía xa bỗng tách ra, tiếp đó, một chữ đạo khổng lồ bỗng xuất hiện từ trong vết nứt không gian. Ầm. Thoáng chốc, tinh không xung quanh bỗng sôi sục. Đạo tắc. Ở phía xa, ánh mắt Diệp Huyên thay đổi, đột nhiên quay người, hai tay chắp lại, chém mạnh về trước. Bù. Một luồng kiếm khí từ trong lòng bàn tay hắn chém mạnh ra. Ầm. Kiếm quang vỡ nát, Diệp Huyên bị đẩy lùi. Ở phía xa, kiếm quang xung quanh pháp chủ kia biến mất, pháp chủ cũng thoát thân. Sau khi Diệp Huyên dừng lại, vẻ mặt thoáng chốc trở nên u ám, mẹ nó, vậy mà lại không nói võ đức, lại đến thêm một người. Ở phía xa, thời không nứt ra, một ông lão chậm rãi đi ra, ông lão mặc áo choàng dài màu đen, râu tóc đều trắng, ánh mắt tựa như đao, vô cùng sắc bén. Đạo chủ. Một vị đại lão siêu cấp khác của Nam Dực, cũng là cao thủ mạnh nhất trong bốn chủ, nắm giữ 7 phần đạo tắc thế gian. Đạo chủ nhìn Diệp Huyên, ánh mắt lạnh lẽo. Lúc này, thời gian chi chủ cũng vội chạy đến trước mặt Diệp Huyên, Diệp. Diệp thiếu, ngươi không sao chứ? Diệp Huyên nhìn thời gian chi chủ, sau đó nói, ngươi sẽ không liên thủ cùng bọn họ đánh ta đấy chứ? Thời gian chi chủ vội lắc đầu, ta với bọn họ, không thân, thật sự không thân. Diệp Huyên do dự chốc lát rồi nói, tiền bối, ngươi đừng như vậy, ta bây giờ đã không còn dựa vào muội muội rồi. Thời gian chi chủ nhìn Diệp Huyên, mẹ nó, ta mà tin được ngươi. Ở phía xa, pháp chủ kia đột nhiên tức giận nói, thời gian chi chủ, ngươi có ý gì? Thời gian chi chủ lạnh lùng nhìn pháp chủ, ta có ý gì, liên quan gì đến ngươi? Pháp chủ nhìn thời gian chi chủ chằm chằm, hắn nghịch chuyển thời không, ngươi mù sao? Thời gian chi chủ tức giận nói, người nói hắn nghịch chuyển thời không thì là nghịch chuyển thời không à? Pháp chủ ngây người, sau đó nói, vừa nãy hắn nghịch chuyển quá khứ và tương lai, mọi người đều nhìn thấy cả rồi. Vẻ mặt thời gian chi chủ vô cảm, ta không nhìn thấy. Pháp chủ. Thời gian chi chủ lại nói, cho dù hắn nghịch chuyển thời không, thì có thế nào? Ai quy định thời không không thể nghịch chuyển? Pháp chủ nhìn thời gian chi chủ chằm chằm, ngươi quy định. Thời gian chi chủ tức giận nói, vậy từ giờ trở đi, quy định này vô hiệu với Diệp Thiếu. Diệp Thiếu muốn nghịch chuyển thế nào thì nghịch chuyển, chỉ cần hắn vui là được. Mọi người. Diệp Huyên. Pháp chủ nhìn thời gian chi chủ, vẻ mặt vô cùng khó coi, não ngươi có vấn đề phải không? Thời gian chi chủ cũng không quan tâm pháp chủ, ông ta nhìn Diệp Huyên, khẽ cười, Diệp Thiếu. Cùng ta đi vào thần đinh thời gian chứ. Diệp Huyên nhìn đạo chủ và pháp chủ phía xa, có gây phiền phức cho ngươi không? Thời gian chi chủ vội lắc đầu, không phiền, không phiền. Ở bên kia, đạo chủ bỗng lên tiếng, công phu, ta lại cảm thấy hơi nghi ngờ rồi. Thời gian chi chủ quay đầu nhìn đạo chủ, chuyện này hình như không liên quan đến ngươi, ngươi hà tất phải chen một chân vào chứ? Đạo chủ cười nói, người biết đó, pháp và đạo là một nhà. Thời gian chi chủ im lặng. Đạo chủ cười nói, công phu, ta và ngươi tuy không đến mức bạn tốt, nhưng cũng có chút giao tình, chuyện này, ngươi chớ có nhúng tay, có được không? Thời gian chi chủ lập tức lắc đầu, không được. Đạo chủ nheo hai mắt, có thể giải thích không? Thời gian chi chủ lạnh giọng nói, ta nói rồi, ngươi lại không tin, hà tất gì phải giải thích? Một câu thôi. Ta vĩnh viễn đi cùng Diệp Thiếu. Mọi người, Diệp Huyên do dự chốc lát, sau đó nói, tiền bối ta đã không còn dựa vào muội muội nữa. Thời gian chi chủ gật đầu, nói, ta hiểu mà. Diệp Huyên. Ở phía xa, pháp chủ kia lập tức tức giận, đang định ra tay thì lại bị đạo chủ ngăn lại, ông ta đã nhìn ra chuyện có gì đó không đúng. Đạo chủ nhìn Diệp Huyên phía xa, sau đó nói, chúng ta đi. Nói xong. Ông ta quay người rời đi. Pháp chủ do dự một lát rồi vội đi theo.
Sau khi pháp chủ và đạo chủ rời đi, thời gian chi chủ quay người nhìn Diệp Huyên, Diệp Thiếu, đi theo ta đến thần đình thời gian đi. Diệp Huyên cười nói, tiền bối, thần đình thời gian thì ta không đi đâu. Không muốn gây rắc rối cho ngươi. Thời gian chi chủ có chút không vui, Diệp Thiếu, ngươi nói vậy là sao chứ? Giữa chúng ta, nói mấy chuyện này quá xa cách rồi. Diệp Huyên. Thời gian chi chủ lại nói, Diệp Thiếu yên tâm, mặc kệ là pháp chủ hay là đạo chủ, thì thần đình thời gian ta đều đối mặt cùng ngươi. Thần đình thời gian ta và Diệp Thiếu đồng sinh cộng tử. Diệp Huyên cũng cạn lời. Nếu là lúc trước, chắc chắn hắn sẽ vui mừng không thôi, nhưng bây giờ, hắn còn muốn nhiều hơn. Bản thân một mình một kiếm, không cần phải dựa vào bất kỳ ai. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên cười nói, ý tốt của tiền bối, ta xin nhận, nhưng, thần đình thời gian thì không cần đi. Thời gian chi chủ do dự, rồi nói, Diệp Thiếu, pháp chủ và đạo chủ này không hề đơn giản, nhất là đạo chủ kia, thật ra sức mạnh đó, ngay cả ta, cũng kém hơn rất nhiều, mà hiện tại, hai người họ lại liên thủ. Diệp Huyên cười nói, ý tốt của tiền bối, ta hiểu. Thế nhưng, thần đình thời gian thì ta thật sự không đi đâu. Tự ta có con đường riêng, tiền bối, sau này gặp lại. Nói xong, hắn ôm quyền, sau đó quay người ngự kiếm đi, chớp mắt đã biến mất nơi chân trời. Không dễ gì mới tạo lại được đạo tâm, hắn cũng không muốn bị đưa về làm Kháo Sơn Vương. Thời gian chi chủ đứng tại chỗ im lặng một lúc lâu rồi nói, người đâu? Vừa dứt lời, một ông lão xuất hiện sau lưng ông ta. Thời gian chi chủ nhìn bầu trời, triệu hồi toàn bộ cao thủ thần đình, còn nữa, theo dõi hành tung của Diệp Thiếu mọi lúc. Ông lão do dự chốc lát rồi nói, chủ nhân, không phải Diệp Thiếu không cần chúng ta giúp sao? Thời gian chi chủ tức giận nói, ngu xuẩn, Diệp Thiếu là ngại nói ra, ở trong lòng, thì hắn hy vọng chúng ta giúp, có hiểu chưa? Diệp Huyên. Ông lão muốn nói lại thôi. Thời gian chi chủ nói tiếp, dù sao thì miếng bánh lớn Diệp Thiếu này, ta giữ chắc rồi. Ông lão. Chuyện Diệp Huyên chém giết ngũ hành chi chủ ở Nghiệp Đô Thành đã nhanh chóng truyền khắp vũ trụ quan huyên. Cái tên Diệp Huyên, thổi sạch cả vũ trụ quan huyên với tốc độ sét đánh. Tại Thiên Cơ Thành. Trong phủ thành chủ, Thiên Mục ngồi trong đại điện, trầm mặc không nói. Ở trước mặt ông ta, một ông lão đang đứng đó. Ông lão im lặng một lúc, sau đó nói, lão gia, thù kia, có báo không? Thiên Mục lắc đầu. Ông lão muốn nói lại thôi. Thiên Mục nhẹ giọng nói, thiếu niên kia, có thể giết chết ngũ hành chi chủ, thì có thể giết được ta. Hơn nữa, theo ta biết, thời gian chi chủ gọi hắn là Diệp Thiếu, vì hắn mà không tiếc trở thành kẻ địch với đạo chủ và pháp chủ. Nói rồi, ông ta khẽ lắc đầu, thực lực này, đã đứng đầu thế giới này rồi, bối cảnh lai lịch nhất định kinh khủng đến mức ta không thể tưởng tượng nổi. Nếu trả thù, Thiên Cơ Thành ta, chắc chắn sẽ không còn. Ông lão im lặng. Thiên Mục chậm rãi bước đến cửa, ông ta nhìn chân trời phía xa, khẽ nói, đại đạo tựa như trăm buồm tranh gió, trăm sông chảy xiết, trên đại đạo này, ngàn vạn kẻ tu luyện tranh giành, kẻ mạnh thắng, nếu thiếu niên kia thực lực yếu, không bối cảnh, thì hôm đó hắn và ta giao tranh, thì sẽ là hắn chết. Nói rồi, ông ta khẽ lắc đầu, hôm đó các chủ đã nói với ta, giết con trai ta, là đang giúp Thiên Cơ Thành ta, hôm đó nghe thấy lời này, còn nghĩ là nàng ta đang sỉ nhục ta, bây giờ xem ra là nàng ta thực sự đang giúp Thiên Cơ Thành ta. Nói xong, hắn quay người đi vào trong điện, lúc này, ông ta bỗng chốc đã già đi rất nhiều. Ông lão thấp giọng thở dài. Trên một đỉnh núi đâu đó, đạo chủ và pháp chủ cùng đứng đó. Vẻ mặt pháp chủ cực kỳ khó coi. Giao tranh một trận với Diệp Huyên, đã là sỉ nhục với ông ta rồi. Đạo chủ bỗng lên tiếng, người đi giết hắn cũng chẳng phải vì ngũ hành chi chủ, mà là vì lấy được hai thiên mạch trên người thiếu niên kia, đúng chứ? Pháp chủ cũng rất thành thật, đúng. Nói rồi, ông ta nhìn đạo chủ, có thể không chỉ có hai thiên mạch, mà là ba. Hơn nữa, theo ta biết, trên người hắn còn có thanh hộp kiếm thiên táng, cùng với một thần kiếm cực kỳ kinh khủng. Ngoài ra, hắn còn có đến mấy chục tỷ tinh thần mạch. Đạo chủ im lặng. Kiếm thiên táng, ông ta không quan tâm,
Thanh thần kiếm kia thì ông ta có chút hứng thú, nhưng hứng thú lớn nhất vẫn là thiên mạch kia. Chỉ cần có được 3 thiên mạch thì có khả năng đạt đến quan cảnh trong truyền thuyết kia. Đây mới là thứ ông ta quan tâm nhất. Một lúc sau, đạo chủ nhẹ giọng nói, thiếu niên kia, không đơn giản. Vẻ mặt pháp chủ vô cảm, vậy thì thế nào? Thiên mạch có 3, hiện tại hắn có 2, thậm chí là 3, giết chết người này, chúng ta có thể có được 3 thiên mạch, gom lại 3 thiên mạch, thì đã đến lúc chúng ta thay đổi vận mệnh rồi. Đạo chủ im lặng. Pháp chủ lại nói, thời gian chi chủ kia giúp đỡ thiếu niên đó như vậy, mục đích thật sự, có lẽ cũng là vì thiên mạch kia, nếu để ông ta có được 3 thiên mạch, lúc đó, chủ nhân nam vực này chẳng còn là đạo chủ người nữa rồi, mà là thời gian chi chủ rồi. Nghe vậy, đạo chủ chợt nhíu chặt mày. Tu đạo, tu là vô địch, tu là trường sinh, nhưng tu cũng là khát vọng. Muốn vô địch, muốn trường sinh, đều là khát vọng. Tu đạo không phải thanh tâm quả dục, tu đạo là thỏa mãn nhu cầu trong lòng. Một lúc sau, đạo chủ nói, bàn bạc kỹ hơn đi. Nghe vậy, pháp chủ khẽ nhếch miệng. Ông ta biết, không ai có thể từ chối được sức mê hoặc của 3 thiên mạch kia. Trên một đỉnh núi nào đó, Diệp Huyên đang ngồi xếp bằng, bên cạnh hắn, kiếm Thanh Huyên yên lặng lơ lửng. Thép nhỏ bỗng nói, tiểu chủ, tại sao người phải từ chối thời gian chi chủ? Ta cảm thấy, người có thể liên thủ cùng hắn, cùng chống lại. Diệp Huyên bỗng mở lòng bàn tay, tiểu tháp đã xuất hiện trong tay hắn. Diệp Huyên nhìn tiểu tháp, thấp giọng thở dài, trước đây ta chỉ làm màu da vẻ hơn phân nửa là công lao của ngươi. Nói rồi, hắn lắc đầu, tiểu tháp khiến ta lầm lỡ. Hôm nay, ta muốn phá tháp củng cố đạo tâm, tiểu tháp, một đường thanh thản. Nói xong, hắn lập tức lấy kiếm Thanh Huyên nhắm vào tiểu tháp. Tiểu tháp. Chết tiệt. Tiểu tháp lập tức nhảy ra ngoài, tiểu chủ, người phải bình tĩnh. Bình tĩnh lại. Diệp Huyên cười ha ha, hắn vừa suy nghĩ, kiếm Thanh Huyên đã quay về trong tiểu tháp. Diệp Huyên lại ngồi xếp bằng dưới đất, hắn từ từ nhắm mắt lại. Nhìn thấy Diệp Huyên không còn suy nghĩ kiên quyết phá tháp củng cố đạo tâm nữa, lúc này tiểu tháp mới thở phào nhẹ nhõm, không thể không nói, nó cảm giác quả thực tiểu chủ trở nên khác hơn chút rồi. Trên đỉnh núi, Diệp Huyên ngồi xếp bằng, mặc kệ gió nhẹ thổi qua người hắn giữa đất trời. Tĩnh khí. Ngưng thần. Hiện tại, hắn như có được nhiều hơn. Ngộ tâm. Ngộ tâm như thế nào? Chính là nhìn thẳng vào nội tâm bản thân, trước kia, hắn cũng từng làm như thế, nhưng, hắn không làm trọn vẹn, giống như Tần Quan đã nói, con đường này, Thanh Nhi đã trải ra vì bản thân hắn đi cũng rất thoải mái nhàn hạ. Đại đạo là do người khác trải ra sao? Rõ ràng không phải. Trốn tránh nội tâm, tức là yếu đuối, nội tâm yếu đuối. Đường, không chỉ đi về phía trước, cũng phải quay lại xem, bởi vì quay lại xem thì ngươi mới có thể nhớ rõ sơ tâm. Thanh Nhi từng nói, sơ tâm không đổi mới có thể vô địch. Sơ tâm. Diệp Huyên mở bừng mắt, hắn nhìn nơi cuối chân trời, sơ tâm của bản thân là gì? Là làm một thế hệ thứ hai làm màu da vẻ, hễ gặp chuyện, không phải cha đứng ra thì cũng là Thanh Nhi ra mặt. Diệp Huyên tự mình cười giễu. Đột nhiên, bản thân hắn cũng cảm thấy chán ghét bản thân lúc trước. Diệp Huyên đứng dậy, nhẹ giọng nói, kể từ hôm nay, ta sẽ không dùng tiểu tháp để tu luyện nữa, không dùng đến kiếm Thanh Huyên nữa. Vừa nói xong, hắn vừa suy nghĩ, kiếm Thanh Huyên đã đi vào tiểu tháp. Một luồng kiếm ý bỗng chốc tuôn ra từ trong thân thể Diệp Huyên, kiếm ý như sóng chiều, thoáng chốc đã lan ra khắp trời. Đạo tâm vững chắc. Tiểu hồn bỗng run giọng nói, tiểu chủ, người không cần ta nữa sao? Diệp Huyên khẽ cười, không phải, ta chỉ là muốn nỗ lực một chút, ta muốn có một ngày, người sẽ vinh quang vì ta, chứ không phải ta vinh quang vì ngươi. Tiểu hồn im lặng một lúc rồi nói, ta đợi người. Diệp Huyên cười ha ha, hắn mở lòng bàn tay, hộp kiếm thiên táng kia đã xuất hiện trong tay hắn, nhìn hộp kiếm thiên táng trong tay, hắn chỉ im lặng. Tần Quan tặng cho hắn. Ở bên trong, có 12 thanh thần kiếm siêu cấp, tuy không bằng kiếm Thanh Huyên, nhưng số lượng nhiều. Hơn nữa, còn có kiếm trận, nếu hắn dùng, phối hợp với kiếm Thanh Huyên,
hắn tự tin trong thời gian ngắn có thể diệt gọn pháp chủ kia. Một lúc lâu sau, Diệp Huyên cất hộp kiếm thiên táng kia. Tiểu Tháp bỗng nói, tiểu chủ, người không dùng sao? Diệp Huyên khẽ cười, đợi sau này gặp được Tần Quan cô nương thì trả lại cho nàng ta. Tiểu Tháp không hiểu, tại sao? Diệp Huyên cười nói, vô công không nhận thưởng, ta không nên lấy không đồ người ta như vậy, lúc đầu ra mặt đúng là dày thật. Tiểu Tháp. Sau khi Diệp Huyên cất hộp kiếm, hắn đi vào tháp nhỏ, đến trước mặt An Lan Tú, lúc này, An Lan Tú đã nhập định. Hắn lấy hai thiên mạch đưa hết cho An Lan Tú nghiên cứu rồi. Diệp Huyên nhìn hai thiên mạch kia trước mặt, cuối cùng hắn vẫn không lựa chọn nghiên cứu, hắn bây giờ, chỉ muốn củng cố kiếm tâm và đạo tâm bản thân cho tốt. Ngay lúc này, Diệp Huyên khẽ nhíu mày, sau đó, hắn rời khỏi tiểu tháp, vừa ra khỏi tiểu tháp, ở chân trời phía xa, thời không nơi đó lập tức nứt ra, một người mặc áo bào đen thần bí chậm rãi bước ra. Chớp mắt, cả đất trời lập tức trở nên hư ảo. Bán bộ quan cảnh. Diệp Huyên nhìn thẳng người áo đen thần bí, không phải pháp chủ, cũng không phải đạo chủ, ngươi là cùng tộc với thiếu niên sở hữu thiên mạch kia. Ánh mắt người áo đen chợt có chút kinh ngạc, hắn ta đánh giá Diệp Huyên, sau đó nói, thần biến. Diệp Huyên khẽ gật đầu, ngón cái nhẹ nhàng di chuyển. Bù! Kiếm trong tay bỗng phóng lên trời, chém thẳng vào người áo bào đen. Người áo bào đen nheo hai mắt, hắn ta bước lên trước một bước. Điểm ngón tay. Răng rắc. Vừa điểm xuống, trong chớp mắt, thời không trong vòng mấy trăm vạn dặm lập tức nứt ra, vô số sơn mạnh hóa thành cho bụi, mặt đất nứt vỡ. Thanh kiếm của Diệp Huyên lập tức vỡ vụn. Người áo bào đen nhìn Diệp Huyên, trước khi chúng ta đánh nhau, không nói chuyện trước sao? Diệp Huyên khẽ gật đầu, xin lỗi, dạo này khá là phát triển, một lời không hợp, đã muốn làm một trận. Người đã muốn nói chuyện, vậy thì cứ nói thôi. Người áo bào đen nói, thiên mạch kia là của tộc ta. Diệp Huyên nheo mắt, đạo tộc. Người áo bào đen nhíu mày, người trẻ tuổi, có nhiều lúc, quá thông minh cũng không phải chuyện tốt. Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi nói, theo ta biết, các ngươi đã tiêu diệt cấm địa thần khư của Đông Vực, nhưng các ngươi cũng không giết chết, không chỉ như vậy, còn phong tỏa tin tức. Để ta đoán xem. Hiện tại các ngươi không phải gặp chuyện khó khăn, thì chính là đang âm mưu gì đó, đúng chứ? Người áo bào đen nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên cười nói, ta không hứng thú với ân oán giữa đạo tộc ngươi và vũ trụ quan Huyên. Người áo bào đen nói, ngươi giết người của ta, còn cướp thiên mạch. Diệp Huyên hỏi ngược lại, ngươi muốn giết ta, ta giết ngược lại, có vấn đề sao? Người áo bào đen im lặng một lúc rồi nói, theo ta biết. Trên người ngươi còn có một thiên mạch. Diệp Huyên gật đầu. Người áo đen chậm chậm siết chặt tay phải. Diệp Huyên khẽ nhếch miệng, muốn đánh nhau sao? Người áo bào đen gật đầu, không thể không đánh. Vừa dứt lời, hắn ta đạp mạnh một bước. Ầm ầm. Thoáng chốc, toàn bộ xung quanh đều vỡ vụn. Một luồng sức mạnh kinh khủng từ chân trời tràn xuống, xé nát mọi thứ. Ở bên dưới, Diệp Huyên chậm rãi nhắm hai mắt, đồng thời, thân thể hắn bắt đầu trở nên hư ảo. Bù! Đột nhiên, một thanh kiếm lập tức lướt qua luồng sức mạnh kinh khủng kia chém đến trước mặt người mặc áo bào đen. Trảm tương lai! Lúc nãy khi nói chuyện, hắn đã ra kiếm rồi. Nói chuyện với ngươi? Có thể, nhưng ta phải ra kiếm trước đã. Một kiếm bất ngờ khiến áo bào đen có chút bất ngờ không kịp đề phòng, nhưng... Hắn ta phản ứng rất nhanh, lập tức đánh ra một quyền. Chống chọi. Kiếm quang vỡ nát, người áo đen liên tục lùi về sau, thế nhưng hắn ta còn chưa kịp dừng thì một kiếm lại chém đến. Không đúng, không phải một kiếm, mà là rất nhiều kiếm, hơn nữa, không chỉ có trảm tương lai, mà còn có trảm quá khứ. Kiếm sau còn kỳ lạ hơn kiếm trước. Thấy vậy, sắc mặt người áo bào đen lập tức thay đổi. Ở phía xa, sức mạnh kinh khủng mà người áo bào đen tung ra đã bị Diệp Huyên chém vỡ vụn. Trong sân, xung quanh người áo bào đen kia, từng luồng kiếm quang liên tục xuất hiện, từng luồng kiếm quang xuất hiện rất kỳ lạ, khiến người ta không để phòng kịp. Dưới tình huống như vậy, người áo bào đen kia bị những kiếm này chém mà phải lùi liên tục.
hắn ta chỉ có thể bị động phòng thủ. Bởi vì kiếm của Diệp Huyên là từng kiếm liên tiếp, hơn nữa, xuất hiện chẳng hề báo trước, nhất là chạm tương lai và chạm quá khứ xuất hiện xen kẽ, thực sự rất hao tổn tâm thần. Bởi vì, hắn ta chỉ có thể đợi kiếm xuất hiện rồi mới có thể phản ứng lại, với tình huống như vậy thì cần tập trung tinh thần lực cao độ. Ngay lúc này, Diệp Huyên ở phía xa đột nhiên biến mất, ánh mắt người áo bào đen thay đổi, hắn tay bỗng nhiên chắp hai tay, hồn xuất. Vừa dứt lời, hắn ta lập tức thoát khỏi thân xác, linh hồn trôi dạt ra ngoài mấy nghìn trượng, đồng thời, thân xác hắn ta lập tức nổ tung. Một vùng kim quang bị đánh bay, Diệp Huyên lùi về chỗ cũ, hắn ngẩng đầu nhìn người áo bào đen phía xa, người áo bào đen này dứt khoát thoát xác khiến hắn có phần bất ngờ. Lúc này, người áo bào đen chậm rãi siết chặt tay phải, chớp mắt, thời không xung quanh hắn ta lập tức trở nên hư ảo. Dòng sông thời không. Sau khi dòng sông thời không xuất hiện, chạm quá khứ và chạm tương lai của Diệp Huyên tuy vẫn kỳ lạ như cũ, nhưng cũng có thể bám theo. Dù sao, Diệp Huyên vẫn đang ở trong thời không. Người áo bào đen siết chặt tay phải, ngay sau đó, thân xác hắn ta bắt đầu khôi phục lại nhanh chóng. Ở phía xa, Diệp Huyên khẽ nhíu mày, còn có thể chơi như vậy được sao? Không lâu sau, thân xác người áo bào đen khôi phục, đương nhiên, so với thân xác ban đầu cũng có khác biệt, dù sao cũng là vừa mới khôi phục lại. Người áo bào đen nhìn Diệp Huyên phía xa, kiếm này của ngươi. Lời còn chưa dứt, Diệp Huyên bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn ta, tiếp đó, một vùng kiếm quang như thác nước chém xuống. Bù! Một kiếm này đánh ra, thời không xung quanh lập tức bắt đầu bị chôn vùi. Người áo bào đen nheo mắt, hắn ta siết chặt tay phải, thoáng chốc, vô số sức mạnh từ ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn tay, sau đó, hắn ta đánh mạnh một quyền về trước. Cản phá! Một vùng kiếm quang bỗng nổ tung giữa đất trời, sau đó, người áo bào đen từ trên trời rơi thẳng xuống, mà Diệp Huyên cũng không nơi tay, tiếp tục lao xuống dưới, một kiếm chém xuống. Bù! Một luồng kiếm quang từ chân trời chém xuống. Ở bên dưới, ánh mắt người áo đen chợt trở nên hung tàn, hắn ta siết chặt hai tay, cả người lập tức biến thành luồng sáng trắng phóng lên trời. Chống cự! Trên trời! Một âm thanh đinh tai nhức óc bỗng vang lên, sau đó, người áo bào đen từ trên trời rơi thẳng xuống, lần này tốc độ rơi xuống so với lần trước nhanh hơn nhiều, chớp mắt đã rơi vào trong vực sâu thời không thần bí vùng chưa biết. Người áo bào đen vừa dừng lại thì mười mấy luồng kiếm quang đã chém đến, tựa như sấm chớp. Ánh mắt người áo bào đen thay đổi, trong lòng kinh sợ, hắn ta không ngờ kiếm của Diệp Huyên lại kinh khủng đến như vậy. Đối mặt với mười mấy kiếm này, vẻ mặt người áo bào đen thoáng chốc trở nên tái nhợt, lần này, hắn ta biết, hắn ta không ngăn nổi rồi. Chắc chắn sẽ chết. Mà ngay thời khắc then chốt này, thời không trước mặt hắn ta bỗng nhiên nứt ra, sau đó, một trường ấn bỗng bay ra, đánh thẳng về phía Diệp Huyên. Ở phía xa, Diệp Huyên nheo hai mắt, hai tay cầm kiếm chém mạnh. Rút kiếm định sinh tử, chớp mắt đã chồng chéo mấy vạn đao. Bởi vì hắn cảm nhận được nguy hiểm. Mấy vạn đạo kiếm quang chồng chéo vừa tiếp xúc trưởng ấn kia lập tức đã vỡ vụn, mà trưởng ấn kia lại chưa tan vỡ, mà lại lao về phía Diệp Huyên. Ở phía xa, Diệp Huyên nheo mắt, vừa suy nghĩ, vô số phi kiếm đã chém ra. Vù vù vù. Từng thanh phi kiếm chém vào trưởng ấn kia, khi trưởng ấn kia tiến đến trước mặt Diệp Huyên thì đã bị vạn thanh phi kiếm chém phải. Trưởng ấn vỡ nát. Nhưng Diệp Huyên lại cách không lùi mạnh ra xa gần vạn trượng. Sau khi Diệp Huyên dừng lại, hắn nhìn về phía xa, sâu nơi thời không nứt vỡ phía xa kia, hắn nhìn thấy một thanh niên mặc trường bào màu đen, thanh niên chắp tay phải sau lưng, tay trái cầm một hòn đá màu đen, không biết là vật gì. Thoáng chốc, mười mấy thanh phi kiếm đã xuất hiện xung quanh thanh niên. Chạm tương lai. Chạm quá khứ. Hơn nữa còn là cú chém vượt qua tinh vực. Sâu trong tinh không, vẻ mặt thanh niên bình tĩnh, hắn bỗng mở tay phải, sau đó nắm chặt lại. Chớp mắt, khu vực thời không nơi hắn ta đứng lập tức bị chôn vùi, cùng bị chôn vùi với mọi thứ còn có cả kiếm của Diệp Huyên. Hủy dòng sông thời gian. Đây là trực tiếp phá hủy dòng sông thời gian ở chỗ của hắn ta. Quan cảnh.
vẻ mặt Diệp Huyên trở nên nghiêm trọng hơn. Lúc này, thanh niên kia bỗng đạp ra một bước, đánh mạnh một quyền. Răng rắc. Một quyền này đánh ra, tinh vực thời không chỗ Diệp Huyên bỗng chốc bị chôn vùi thành tro, ngay cả vật chất cũng bị xóa sạch, đồng thời, ngay cả cơ hội tránh né Diệp Huyên cũng chẳng có, bởi vì hắn phát hiện, khi thanh niên kia đánh ra quyền thì quyền đã đánh vào người hắn rồi. Ầm. Thân xác Diệp Huyên lập tức vỡ vụn, linh hồn lùi ra cả 10 vạn trượng. Sau khi dừng lại, Diệp Huyên nheo mắt, hắn ngẩng đầu nhìn thanh niên phía xa, có chút phấn khích, mặc kệ tất cả mọi vật chất, chỉ nhắm vào bản thân, thì ra còn có thể như vậy. Vừa dứt lời, hắn từ từ nhắm mắt lại, sau đó, kiếm trong tay hắn bỗng bay ra. Sâu trong tinh không phía xa, thanh niên kia phất tay áo. Ầm. Trên tay áo hắn ta, một vùng kiếm quang lập tức bị chôn vùi. Tuy không khiến thanh niên kia bị thương, nhưng Diệp Huyên lại phấn khích không thôi, vì hắn lại ngộ ra được một cách sử dụng thời không và vật chất. Đột phá. Diệp Huyên lại đột phá. Người áo bào đen trở về bên cạnh thanh niên, người áo bào đen nhìn Diệp Huyên, thiếu chủ, giết người nào không? Thanh niên nhìn Diệp Huyên, không giết được, thiên mệnh hắn chưa tận. Nói xong, hắn ta quay người rời đi. Người áo bào đen do dự chốc lát rồi nói, thiếu chủ, người này không tầm thường, nếu để lại mạng, sau này đạo tộc ta. Ở phía xa, thanh niên kia cũng chẳng buồn quay đầu, sợ hãi kẻ mạnh, là hành vi của kẻ yếu, hắn càng mạnh, ta càng cao hứng. Người áo bào đen ngẫm nghĩ, sau đó lắc đầu cười, cũng đúng, bản thân tại sao lại lo lắng. Phải biết rằng, thiếu chủ nhà mình là kẻ nghịch thiên muôn đời có một. Kẻ nghịch thiên. Diệp Huyên đứng tại chỗ nhìn thời không phía xa dần khép lại, thanh niên và ông lão cùng biến mất khỏi tầm mắt. Thật ra hắn đã đoán được thân phận của đối phương. Thanh niên kia hẳn là người nghịch thiên mà Tần Quan đã nhắc tới. Người nghịch thiên. Quan cảnh. Diệp Huyên trầm mặc. Trong lúc giao thủ vừa nãy, hắn đã hiểu rõ một chuyện, đó chính là hiện giờ giữa hắn và quan cảnh có sự chênh lệch, hơn nữa khoảng cách còn rất lớn. Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt, siết chặt nắm tay. Chênh lệch. Hắn không hề nhụt chí và ngược lại, điều này còn kích phát ý chí chiến đấu của hắn. Người khác có thể đạt tới quan cảnh, tại sao hắn lại không? Quan cảnh. Diệp Huyên cúi đầu nhìn thanh kiếm trong tay. Vừa nãy giao đấu với người nghịch thiên kia, hắn phát hiện đối phương có thể phớt lờ vật chất và thời không, coi chúng như không khí. Khi thừa sức phớt lờ thời không và vật chất thì sẽ có hiệu quả như thế nào? Tốc độ sẽ nhanh đến cực hạn, là cực hạn chân chính. Hiện giờ chiêu kiếm của hắn vẫn đang cần phải xuyên qua thời không và vật chất, còn nếu có thể phớt lờ hết những thứ đó, cũng tức là kiếm không còn bất cứ trở ngại nào nữa, từ đó, chiêu thức sẽ đạt tới cực hạn, không chỉ nhanh về tốc độ mà cả uy lực cũng sẽ đạt tới cực hạn, đủ sức hủy diệt vật chất. Cực hạn của vật chất là gì? Là thay đổi về lượng và chất, mà điều cốt yếu của thay đổi về chất chính là vật chất, quan cảnh là cấp bậc đã vượt ra ngoài và có thể hủy diệt thẳng vật chất. Vừa nãy giao đấu với người nghịch thiên, tam kiếm của hắn cũng bị đối phương trực tiếp xóa bỏ. Bởi vì đối phương đã xóa sạch luôn cả dòng sông thời không. Nghĩ tới đây, Diệp Huyên đột nhiên chém xuống một kiếm. Phập! Thời không trước mặt hắn lập tức vỡ nát. Nhưng lông mày Diệp Huyên lại nhíu lại. Bởi vì hắn phát hiện thời không và vật chất bị hủy diệt vẫn đang còn đó. Định luật bảo toàn. Dù cho vũ trụ bị hủy diệt thì về bản chất, nốt vẫn tồn tại, số lượng vĩnh viễn không thay đổi. Vậy phải làm sao mới hủy diệt được bản chất đây? Diệp Huyên rơi vào trầm tư. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, hay là vào trong tháp tu luyện đi. Diệp Huyên khẽ nhắm mắt, ngươi còn nói nữa thì ta sẽ giết tháp tế trời. Tiểu tháp. Diệp Huyên không vào trong tiểu tháp tu luyện. Phớt lờ hết thảy ngoại vật, nhận thức lại và nhìn thẳng vào nội tâm. Hắn biết để làm được chuyện này vô cùng khó, bởi vì hắn đã quen với việc tu luyện trong tiểu tháp, cũng chẳng khác nào gian lận, nếu muốn đổi ngay táp lự thì sẽ không được, thế nhưng hắn vẫn muốn thay đổi. Trên đỉnh núi, Diệp Huyên ngồi xếp bằng dưới đất, trông giống như lão tăng ngồi thiền. Hết ngày đến đêm, rồi lại qua ngày mới. Thời gian dần trôi. Ngộ. Rất nhiều lúc,
ngộ ra được thì mới đả thông được tư tưởng, từ đó, tất thảy đều thông thấu. Thật ra, điều này chỉ vô nghĩa. Làm sao có thể dễ dàng thông thấu như vậy được đây? Diệp Huyên đứng dậy rời đi. Bị vướng mắc. Phải đi tìm kiếm linh cảm. Diệp Huyên đi vào tiên bảo các ở Đại Thiên Vực, vừa tới cửa thì Lão Trương liền xuất hiện trước mặt. Lão Trương hơi cúi người, Diệp công tử. Diệp Huyên cười nói, ta có thể tới thư phòng của tần quan các chủ được không? Lão Trương gật đầu, được chứ? Diệp Huyên khó hiểu, sao lại được? Lão Trương cười đáp, trước lúc đi các chủ có dặn dò, nếu lúc nào Diệp công tử quay lại, đến tiên bảo các thì chắc hẳn đã ngộ ra điều gì đó nên muốn xem sách. Diệp Huyên. Lão Trương cười nói, Diệp công tử, mời. Diệp Huyên khẽ gật đầu, sau đó đi lên tầng 12. Trên đường đi, Diệp Huyên hỏi, tiền bối. Lão Trương vội vàng nói, cứ gọi ta là Lão Trương được rồi. Diệp Huyên gật đầu, Lão Trương, ông có biết các chủ của mình đi đâu không? Lão Trương lắc đầu cười khổ, không biết. Diệp Huyên trầm mặc. Lão Trương lại nói, các chủ rất thần bí, thích đi dạo khắp nơi. Nhưng cô ấy thật sự là một người rất tốt, nếu không phải lúc trước được cô ấy giúp đỡ thì đã không có Lão Trương của hiện giờ. Diệp Huyên mỉm cười, cô ấy đúng là người rất tốt. Lão Trương dẫn Diệp Huyên tới trước cửa tầng 12, sau đó nói, Diệp công tử, lúc các chủ rời đi có để lại cho công tử một thứ, bảo rằng nếu cậu đến tiên bảo các thì sẽ đưa cậu, còn không? Ông ta nói tới đây thì ngừng lại. Nhưng Diệp Huyên vẫn hiểu. Nếu hắn đến tức là hắn không ghi thù vụ lời chu tâm của nàng ta hôm đó, duyên phận giữa hai người họ vẫn không thay đổi, còn nếu hắn không đến thì rõ ràng cho thấy hắn lòng dạ hẹp hòi, so đo, không chịu tiếp thu ý kiến chỉ điểm của người khác, và cũng tức là duyên phận giữa hắn và tần quan sắp hết. Nghĩ tới đây, Diệp Huyên lắc đầu bật cười. Hắn không phải người hẹp hòi, càng không phải người có trái tim mỏng manh yếu đuối. Sai thì sửa. Hơn nữa, hắn cũng hiểu được đạo lý, chỉ có người thật lòng coi người khác là bạn bè thì mới thẳng thắn phê bình đối phương. Bước vào thư phòng, Diệp Huyên nhìn thấy trên bàn có đặt một cuốn sổ và một lá thư. Diệp Huyên mở lá thư ra. Hi hi, Diệp công tử, chúc mừng ngươi đã đạt tới thần biến. Thật ra đáng lẽ công tử phải đạt tới thần biến từ lâu rồi mới phải, đáng tiếc không có ai chỉ điểm hóa giải nội tâm giúp công tử loại bỏ mê chướng trong lòng, nhìn nhận lại chính mình. Chắc hẳn mục tiêu hiện giờ của công tử là quan cảnh, mà giờ phút này, công tử cũng có nhiều điều nghi hoặc về cảnh giới này. Nhưng không sao, ta đã giới thiệu rất kỹ về nó trong cuốn sổ đặt bên cạnh nè. Diệp Huyên liếc nhìn cuốn sổ, sau đó đọc tiếp lá thư. Diệp công tử, ngoài quan cảnh thì ta còn ghi thêm một cảnh giới khác, đó là cảnh giới hoàn toàn mới được sáng tạo dựa trên quan cảnh, hy vọng ngươi có thể tu luyện thành công. Cuối cùng, mong Diệp công tử hãy nhớ kỹ, người tu hành tức là tu thân, trừ bỏ thói quen, nhìn thẳng và rõ ràng nội tâm mình, từ đó làm chủ nó. Có lẽ Diệp công tử đã từng thử làm như vậy, nhưng chắc hẳn ngươi không để ý đến một điểm, đó chính là thực lực của ngươi càng tăng thì lòng của ngươi cũng sẽ không ngừng thay đổi, bởi vậy, người tu hành nên tự cảnh tỉnh bản thân mỗi ngày 3 lần. Diệp Huyên trầm tư một lát rồi mở sang trang sau, trên đó chỉ có đúng một câu. Việc tu hành vốn không có chướng ngại, chỉ vì lòng người vẫn chưa tỉnh, suy nghĩ quá nhiều nên mới thành ra chướng ngại. Diệp công tử, có duyên sẽ gặp lại. Trong thư phòng, Diệp Huyên im lặng hồi lâu. Việc tu hành vốn không có chướng ngại, chỉ vì lòng người vẫn chưa tỉnh, suy nghĩ quá nhiều. Một lát sau, Diệp Huyên lắc đầu bật cười. Tiểu Tháp đột nhiên hỏi, tiểu chủ, có phải người ngộ ra gì đó rồi không? Diệp Huyên không hứng thú nói, liên quan gì đến ngươi? Tiểu Tháp. Diệp Huyên ngồi xuống trước bàn sách. Mở cuốn sổ ra thì thấy tờ đầu tiên chỉ có đúng 2 chữ to đùng, quan cảnh. Quan cảnh. Diệp Huyên trầm mặc một lát rồi lật sang trang thứ 2. Quan cảnh là vượt ra ngoài phương diện vật chất, thời không, đạo và pháp. Quan cảnh được chia thành ngoại quan và nội quan. Ngoại quan tức là vượt ra ngoài phương diện thời không, vật chất, đạo và pháp thông thường. Còn nội quan là thay đổi tư tưởng. Thế nào là đổi mới tư tưởng? Chính là nhìn thấu hết thảy. Đạt tới một cấp bậc mới. Sự chênh lệch về mặt tư tưởng giữa con người với nhau sẽ khiến họ có những cái nhìn khác nhau đối với thế giới.
Tư tưởng hạn hẹp thì thế giới và vũ trụ người đó nhìn thấy cũng sẽ nhỏ hẹp, nói ngắn gọn là con người sẽ bị tư tưởng của chính họ vây hãm. Con người sống trên đời luôn phải không ngừng đổi mới tư tưởng, nếu không sẽ chỉ trải qua ngày này tháng khác một cách máy móc. Đọc đến đây, Diệp Huyên khẽ siết chặt tay phải, chìm vào trầm tư. Mãi một lúc sau, hắn mới đọc tiếp. Nhưng thay đổi tư tưởng luôn kèm theo đau đớn thống khổ, bởi vậy muốn đạt tới nội quan thì cần phải kiên trì, ẩn nhẫn, cảnh tỉnh bản thân, vượt ra khỏi tầng tầng xiềng xích của nội tâm và tinh thần trong đớn đau, đập nát gông xiềng của quá khứ thì mới tìm kiếm được đường sống mới, cũng tựa như phá kén thành bướm, trước khi chưa thành được bươm bướm, quá trình tạo kén vô cùng thống khổ. Ngoại quan dễ đạt được, còn nội quan lại khó thành công. Diệp công tử, chúc công tử may mắn. Diệp Huyên trầm ngâm suy nghĩ. Ngoại quan, nội quan, cảnh giới được miêu tả rất kỹ, kỹ đến mức khiến hắn đau cả đầu. Muốn đạt tới quan cảnh là chuyện vô cùng khó, đặc biệt là nội quân, nghe rất mơ hồ. Dường như nghĩ tới điều gì đó, Diệp Huyên lật sang trang tiếp theo, ở đó có ba chữ to tuế nguyệt cảnh. Diệp Huyên nhìn thấy ba chữ này liền sửng sốt. Diệp Huyên vội vàng lật sang trang sau. Tuế nguyệt cảnh, như thế nào là tuế nguyệt? Đó chính là thời gian, tất nhiên không phải thời gian đơn thuần mà là thời gian đã qua. Nó là vật dẫn của vạn vật trên thế gian, có thể chứa đựng hết thảy mọi thứ trên đời. Tất cả những gì đã qua đều là tuế nguyệt, mà đã là tuế nguyệt thì sẽ thực thể hóa được. Cảnh giới này là thứ mà ta sáng tạo dựa trên kiếm thanh huyên của ngươi, bởi vì kiếm thanh huyên của ngươi chứa đựng sức mạnh tuế nguyệt. Không chỉ vậy mà còn có thể không kèm tuế nguyệt. Ngày hôm đó ta nghiên cứu và phát hiện ra rằng, tuế nguyệt này ở trên quan cảnh, có thể hủy diệt tất thảy, bao gồm cả cường giả quan cảnh. Trước nay thế gian chỉ có một số ít thần vật không kèm tuế nguyệt. Tuế nguyệt. Diệp Huyên vội vàng lấy kiếm thanh huyên ra cảm nhận thử, quả nhiên hắn cảm nhận được sức mạnh tuế nguyệt, có điều hắn khá nghi hoặc, bởi vì trước đây hắn từng sử dụng sức mạnh đặc thù của kiếm thanh huyên, nhưng không hề mạnh tới vậy. Diệp Huyên im lặng một lát rồi lật sang trang sau. Diệp công tử, sức mạnh tuế nguyệt trong thanh kiếm này đã bị áp chế, bởi vì hiện giờ ngươi không thể khống chế hoàn toàn sức mạnh tuế nguyệt của kiếm nên cô gái kia đã áp chế nó. Đến khi thực lực của ngươi đạt tới một mức độ nhất định đủ để tự mình hóa giải phong ấn, khi đó, uy lực của thanh kiếm này sẽ càng trở nên đáng sợ hơn nữa. Diệp Huyên nhìn kiếm thanh huyên trong tay, im lặng một lát rồi đọc tiếp cuốn sổ. Diệp công tử nhất định phải đạt tới quan cảnh rồi mới tu hành sức mạnh tuế nguyệt, bởi vì sức mạnh đó là thứ ngươi của hiện giờ khó khống chế, chỉ cần sơ sẩy đôi chút thì ngươi sẽ dễ bị nó ăn mòn và biến mất. Được rồi, Diệp công tử có duyên gặp lại nha. Hết, trong thư phòng, Diệp Huyên im lặng một lát rồi nói khẽ đa tạ. Cuốn sổ này đủ giải đáp không ít nghi hoặc cho hắn. Quan cảnh. Diệp Huyên quyết định tu hành quan cảnh trước, đi dần từng bước. Bởi vì nếu bước nhanh quá thì sẽ dễ dàng tiêu tùng. Diệp Huyên tu hành ngay trong phòng sách, hắn không vào trong tiểu tháp bởi vì hắn không muốn quá ỷ lại vào nó. Giờ còn tiểu tháp ở đây thì tốt, lỡ như sau này tiểu tháp không còn thì hắn biết phải làm thế nào. Sự ỷ lại không phải do một sớm một chiều mà thành. Hắn không muốn bản thân ỷ lại bất cứ thứ gì, đặc biệt là những thần vật gian lận tương tự kiếm thanh huyên và tiểu tháp. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, người cảm thấy về mặt tri thức thì tần quan tỷ tỷ hay thanh nhi tỷ tỷ giỏi hơn. Diệp Huyên im lặng một lát mới nói, thanh nhi, luôn luôn đỉnh nhất. Thanh nhi. Diệp Huyên không biết thực lực hiện giờ của thanh nhi cao tới đâu, nhưng hắn biết về phương diện tri thức thì muội ấy chính là người đứng đầu, ngay cả cha và đại ca hắn cũng kém xa. Tất nhiên tần quan cũng rất giỏi. Không đúng. Phải là cực kỳ giỏi. Diệp Huyên đột nhiên thở dài khe khẽ. Tiểu tháp hỏi, tiểu chủ, người đang thở dài gì vậy? Diệp Huyên lắc đầu cười, cả thanh nhi lẫn tần quan đều rất giỏi, còn ta thì... Dứt lời, hắn lại lắc đầu, thôi không nghĩ nữa mà tập trung vào tu luyện. Nên bớt cảm khái, bớt nói nhảm, tu luyện nhiều hơn mới là chuyện quan trọng. Diệp Huyên ngồi xếp bằng dưới đất, chậm rãi nhắm mắt. Trước đó có chút cảm ngộ nhưng không biết phương hướng, nhưng giờ thì khác rồi, sau khi được tần quan chỉ điểm, hắn đã dần có một phương hướng nghiên cứu, không còn hoang mang mơ hồ nữa. Quan cảnh. Vượt qua vật chất, thời không, đạo lẫn pháp.
Trong tiên bảo các, Diệp Huyên im lặng tu luyện, không một ai tới quấy rầy. Thần Khư Chi Địa. Thần Khư Chi Địa trước đây từng là một trong những thế lực cấp cao của vũ trụ Quan Huyên, còn bây giờ đã trở thành một vùng phế tích. Trước Thần Khư Cung, một nam thanh niên đang bước chậm tới, sau lưng y mà 12 người, không ngờ cả 12 người đó đều là quan cảnh. 12 cường giả quan cảnh. Nam thanh niên mặc áo bào màu đen, tay phải đặt sau lưng, tay trái thì cầm một viên hắc thạch, bước đi chậm rãi ung dung. Người này chính là tộc trưởng hiện giờ của đạo tộc Đạo Lăng. Là tộc trưởng trẻ nhất, cũng là người mạnh nhất từ trước tới giờ của đạo tộc, vượt qua cả các vị tổ tiên. Ngoài ra, y còn là người nghịch thiên. Là người nghịch thiên đầu tiên của cả vũ trụ Quan Huyên. Đạo Lăng chậm rãi đi đến trước Thần Khư Cung. Trong Thần Khư Cung còn mấy trăm người, họ đều là người của cấm địa Thần Khư. Sở dĩ họ chưa chết hết là bởi trong Thần Khư cũng có đại trận Thần Khư trận pháp do tông chủ các đời của cấm địa bày bố, uy lực của nó vô cùng đáng sợ. Mà bây giờ, khi đối mặt với đạo tộc, họ lại chỉ dùng nó để phòng hộ mà sống tạm bợ qua ngày. Giờ phút này, mọi người trong điện đều tuyệt vọng, bởi vì bọn họ không cách nào ra được, mà dù có ra được rồi thì sẽ có thể làm được gì. Vũ trụ Quan Huyên hiện giờ làm gì có ai chống lại được đạo tộc đáng sợ. 12 cường giả quan cảnh. Đạo Lăng đi tới cửa đại điện, y nhìn đám người bên trong, im lặng không nói. Lúc này, một người đàn ông trung niên trong điện chậm rãi đi tới trước mặt Đạo Lăng, ông ta nhìn thẳng vào đối phương, cấm địa Thần Khư bọn ta nhận thua, vậy ngươi có thể tha cho bọn họ một đường sống không? Đạo Lăng nhìn người đàn ông trung niên, nhận thua thì được. Còn đường sống, không có. Vừa dứt lời, y lập tức vung tay phải lên. Ầm. Đại trận của Thần Khư Cung ầm vang nổ tung, chẳng thể chịu nổi một kích, không khác gì gỗ mục. Đạo Lăng quay lưng rời đi, không để lại kẻ nào, lấy đầu cả tộc để tế bái các vị tiền bối. Chỉ một lát, sau lưng đã truyền đến từng tiếng kêu gào la hét thảm thiết. Máu chảy thành sông, xương cốt chất cao như núi. Không lâu sau, tất thảy sinh linh của Thần Khư Chi Địa đều bị giết sạch, mùi máu tươi nồng nặc bao phủ. Đến mấy vạn dặm tinh không ngoài xa cũng có thể ngửi thấy rõ. Táng thổ. Muốn vào táng thổ thì trước tiên phải đi qua vùng đất u ám, mà trong lòng đất của nơi này có một sinh linh vô cùng đáng sợ thiên quỷ. Trên vùng đất u ám là mấy nghìn thi thể sứt sẹo không đầy đủ bộ phận. Cũng chính là thi thể của tiền bối đạo tộc năm xưa. Vì hộ tống thế hệ trẻ của đạo tộc tiến vào táng thổ mà bọn họ đã hy sinh tính mạng mình. Lúc này, Đạo Lăng đi tới táng thổ, sau lưng y vẫn là 12 cường giả quan cảnh, phía sau 12 người đó còn có mấy vạn cường giả cấp cao của đạo tộc. Đạo Lăng nhìn những thi thể ở đằng xa, một lát sau khẽ cúi người, 12 người và mấy vạn cường giả đạo tộc phía sau y thì từ từ quỳ xuống. Đạo Lăng nói khẽ, đón các vị tiên tổ về nhà. Về nhà. Mấy vạn cường giả đạo tộc nghe thấy vậy lập tức cay xè sống mũi. Giận dữ hô to, đón các vị tổ tiên về nhà. Làm càn. Đúng lúc này, trong vùng đất u ám đột nhiên phát ra một khí tức khủng bố, sau đó một thiên quỷ phá đất xông lên. Quan cảnh. Thiên quỷ nhìn xuống cường giả đạo tộc bên dưới, vẻ mặt dữ tợn, vừa muốn nói gì đó thì Đạo Lăng đã đột nhiên giơ tay phải lên, sau đó ấn mạnh xuống. Ở nơi xa, dường như cảm nhận được gì đó mà đồng tử của thiên quỷ kia lập tức co lại. Hai tay giơ thẳng lên trời để đỡ. Ầm. Một luồng sức mạnh khủng khiếp lập tức đánh tới, thân thể của thiên quỷ nhanh chóng vỡ vụn, còn linh hồn thì bị đẩy lùi hơn mấy vạn trượng. Đến khi dừng lại được, thiên quỷ nhìn chằm chằm vào Đạo Lăng dẫn đầu, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, ngươi, nội quan cảnh. Đạo Lăng đột nhiên biến mất khỏi vị trí đứng, trong mắt thiên quỷ bỗng nhiên co rụt, vừa muốn phản kháng thì cổ họng đã bị Đạo Lăng chế trụ. Chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, nếu ngươi giết ta, tộc thiên quỷ chúng ta ắt sẽ không. Đạo Lăng lắc đầu, hôm nay ta tới đây vì hai chuyện, thứ nhất là đón các vị tổ tiên của đạo tộc chúng ta về nhà, thứ hai, chính là diệt cả tộc thiên quỷ các ngươi. Nhớ năm xưa, tộc thiên quỷ các ngươi nhân lúc người khác cháy nhà mà đi hôi của đã giết chết biết bao tiền bối của đạo tộc bọn ta không? Nếu không nhớ cũng chẳng sao, bởi vì chủng tộc các ngươi sắp bị tiêu diệt hoàn toàn rồi. Dù không nhớ thì cũng chẳng liên quan. Vừa dứt lời, y liền dồn sức vào tay.
Quỳnh. Thiên quỷ lập tức bụi bóp nát thành bụi. Giết chết ngoại quan cảnh trong chớp mắt. Sau khi giết chết thiên quỷ trong chớp mắt, đạo lăng nhìn xuống vùng đất u ám bên dưới, thiên quỷ vương, còn không ra đây sao? Không gian thoáng tĩnh lặng, sau đó một bóng dáng bay ra từ trong vùng đất u ám. Đó là thiên quỷ vương. Cũng là ngoại quan cảnh, tất nhiên ngoại quan cảnh cũng được phân loại mạnh yếu, khí thức của thiên quỷ vương mạnh hơn tên thiên quỷ vừa nãy rất nhiều. Thiên quỷ vương nhìn đạo lăng, đúng là khó tin, một đạo tộc năm xưa sắp tới bước đường diệt tộc lại có được thiên tài như ngươi. Đạo lăng nói, hôm nay, ta tới để đòi nợ. Thiên quỷ vương trầm giọng, các hạ, năm xưa mấy thế lực lớn của vũ trụ quan huyên này chung tay tiêu diệt người của đạo tộc các ngươi, nào có liên quan đến tộc thiên quỷ bọn ta? Đạo lăng cười khẽ, không liên quan gì tới tộc thiên quỷ các ngươi ư. Năm xưa phụ thân ta quỳ gối trước vùng đất u ám xin tộc thiên quỷ các ngươi giơ cao đánh khẽ tha cho bọn ta, nhưng tộc thiên quỷ các ngươi đã làm gì? Không những không thả thì thôi, mà còn nhân lúc cháy nhà đi hôi của, chiếm lấy đạo y chí bảo của đạo tộc bọn ta. Không những vậy, còn giết mấy chục tiền bối của chúng ta nhớ không nhầm chứ? Thiên quỷ vương chậm rãi nắm chặt hai tay, các hạ, chuyện năm xưa là lỗi lầm của tộc thiên quỷ ta, tộc thiên quỷ sẵn lòng bồi thường cho đạo tộc. Ông ta không thể không nhún nhường. Người trước mắt đã mạnh tới mức khiến ông ta tuyệt vọng. Nội quan. Tuy chỉ hơn ông ta một cảnh nhưng lại chênh lệch rất lớn như trời với đất vậy. Đạo lăng khẽ lắc đầu, bồi thường cũng được, lấy đầu của cả tộc thiên quỷ các ngươi để bồi thường đi. Vừa dứt lời, y liền nắm chặt tay phải. Ầm. Trong chớp mắt, đất trời xung quanh lập tức trở nên mờ ảo. Chứng kiến cảnh ấy, thiên quỷ vương lập tức biến sắc, ông ta vội vàng nói, tộc thiên quỷ ta phụng mệnh trấn thủ tà linh của vùng đất u ám, đạo tộc các ngươi dám diệt tộc thiên quỷ, các ngươi sẽ vạn kiếp bất phục. Đạo lăng mặt không lộ cảm xúc, thế ư. Y chỉ nói mỗi câu đó rồi lập tức biến mất khỏi vị trí đang đứng. Ở nơi xa, đồng tử của thiên quỷ vương bỗng nhiên co nhỏ, ông ta đẩy mạnh tay về phía trước, hồn quy. Ầm. Một luồng khí tức linh hồn vô cùng khủng khiếp đột nhiên trào ra từ giữa hai tay ông ta, nhưng ngay sau đó, một luồng sức mạnh cực đại lại cuốn tới. Ầm ầm. Sức mạnh linh hồn kia nhanh chóng tan biến, tiếp theo đó, một quyền ấn đánh thẳng vào yết hầu của thiên quỷ vương. Ầm. Thiên quỷ vương bị một quyền này xóa sổ. Đạo lăng đứng giữa không trung nhìn xuống bên dưới, đột nhiên đánh xuống một quyền. Quyền ấn mang theo sức mạnh hủy diệt trời đất từ chân trời lập tức bao phủ khắp nơi, cuối cùng nhập vào bên trong vùng đất u ám. Ầm ầm. Trong chớp mắt, cả vùng đất u ám ầm ầm vỡ tung, vô số tiếng kêu thảm thiết từ bên dưới lòng đất vọng thẳng lên trên, nhưng rất nhanh đã lại mất hút. Một lát sau, từng luồng hơi thở tà ác đột nhiên từ lòng đất phóng thẳng lên trời cao. Giữa không trung, đạo lăng nhíu mày. Đám hồng quang kia cũng không phóng tới chỗ y mà biến mất ở cuối chân trời đằng xa. Y trầm mặc một lát rồi cất lời, về nhà. Sau đó quay lưng rời đi. Cường giả đạo tộc mang theo thi thể của những tiền bối trước kia rời khỏi nơi này theo đạo lăng. Mục tiêu của bọn họ chính là đạo vực, cũng chính là mái nhà ban đầu của đạo tộc. Đạo lăng đột nhiên dừng bước giữa tinh không, trước mặt hắn không xa có một cô gái đang đứng. Đó chính là thần tụ. Thần tụ nhìn đạo lăng, nói, đạo lăng tộc trưởng, các chủ bảo ta chờ ngươi ở chỗ này. Các chủ tần quan của tiên bảo các. Đạo lăng khẽ gật đầu, nói đi. Thần tụ nói, một chuyện thôi. Các chủ nói tiên bảo các có mặt ở khắp mọi nơi, không muốn tham gia tranh đấu của bất kỳ thế lực nào. Bây giờ đạo tộc trở về, không biết đạo lăng tộc trưởng có thái độ thế nào đối với tiên bảo các. Đạo lăng thoáng trầm mặc một lát mới đáp, tiên bảo các không đối địch với đạo tộc chúng ta, vậy thì đạo tộc tuyệt đối không tổn hại đến tiên bảo các. Thần tụ khẽ gật đầu, sau đó quay lưng rời đi. Ở hiện trường, đạo lăng trầm mặc một lát rồi nói, đi thôi. Chỉ trong chốc lát, cường giả đạo tộc đã biến mất ở cuối tinh không. Đại thiên vực, trong tiên bảo các. Diệp Huyên nhắm mắt ngồi xếp bằng dưới đất, cả người tĩnh tọa. Trong khoảng thời gian vừa qua hắn điên cuồng nghiên cứu về thời không, vật chất, đạo và pháp, bởi vì nếu muốn coi nhẹ những thứ đó thì trước tiên phải tìm hiểu về chúng. Việc này có khó không?
cực kỳ khó. Nhưng hắn biết mình nhất định phải làm rõ những điều này, nếu không thì sẽ không thể nâng cao thực lực của bản thân được. Một ngày sau, Diệp Huyên rời khỏi Tiên Bảo Các. Hắn tiến vào một tinh vực thần bí chưa rõ tên, lướt nhìn bốn phía, thấy nơi này hoàn toàn im ắng, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Một lát sau, Diệp Huyên đột nhiên rút kiếm ra, chém mạnh xuống. Ầm. Một mảnh thời không trước mặt hắn bị đánh nát, nhưng vật chất vẫn còn tồn tại. Thấy vậy, Diệp Huyên im lặng một lát, rồi lại rút kiếm ra chém tiếp xuống. Hủy diệt vật chất. Diệp Huyên điên cuồng rút kiếm, hiện giờ hắn muốn vượt qua cực hạn của chính mình, chỉ có vậy thì mới có thể hủy diệt bản chất, vươn tới một tầm cao mới. Giữa tinh không, Diệp Huyên điên cuồng thử nghiệm, trong quá trình này hắn đã đổi rất nhiều cách, bao gồm cả rút kiếm định sinh tử. Không ngừng thử nghiệm chỉ vì muốn tìm ra chiêu thức mạnh nhất, đánh ra chiêu kiếm ấy, chính là quan cảnh. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, hay là vào tháp tu luyện nhé? Vào đó tu luyện nhanh hơn nhiều nhiều lắm luôn á. Diệp Huyên lờ tiểu tháp đi. Tiểu tháp tiếp tục nói, có, ô dù, thì đâu có gì không tốt, chỗ dựa cũng là một loại thực lực mà. Diệp Huyên vẫn không để ý tới tiểu tháp. Tiểu tháp vẫn thao thao bất tuyệt, tiểu chủ, bất kể người nỗ lực thế nào thì cũng không thay đổi được sự thật người có, ô dù, chống lưng đâu. Diệp Huyên. Diệp Huyên không thèm để ý đến tiểu tháp mà chỉ chuyên tâm tu luyện. Không ngừng theo đuổi, không ngừng đột phá. Là con người, khi đã có mục tiêu để theo đuổi thì không ai có thể bì lại được hắn. Hắn từng dám nghĩ nhưng không dám làm. Bây giờ hắn đã dám nghĩ dám làm. Giữa tinh không, Diệp Huyên không ngừng điên cuồng trải nghiệm, lúc này hắn đã tu luyện đến mừng gần như điên cuồng. Có lẽ vì lý do đó mà huyết mạch phong ma trong người hắn đã dục dịch, có dấu hiệu sống dậy. Có điều, huyết mạch phong ma đã bị hắn khống chế tuyệt đối. Sức mạnh huyết mạch không tính ngoại vật nhưng hắn không có ý định sẽ dùng. Hiện tại hắn muốn làm một kiếm tu thật sự. Giữa tinh không, kiếm quang dày xéo, không bao lâu, cả tinh vực đã bị những luồng kiếm quang đó xé ra thành vô số mảnh. Mấy ngày sau, Diệp Huyên đột nhiên dừng lại. Lúc này, hai mắt hắn hơi đỏ, đầu tóc rối bời, mới nhìn có vẻ như phát điên. Diệp Huyên nắm chặt lấy thanh kiếm trong tay, lặng thinh. Mấy ngày gần đây, dù cho hắn có thử kiểu gì thì cũng không sao hủy diệt được thể chất. Dù hắn có kết hợp rút kiếm định sinh tử và ngũ vạn đạo với nhau thì cũng vẫn không được. Hiện tại ngũ vạn đạo đã là giới hạn của hắn, nhưng hắn vẫn không thể hủy diệt được vật chất. Dùng sai phương pháp rồi sao? Diệp Huyên chau mày, cảm thấy hơi nghi ngờ. Sau một lúc im lặng, Diệp Huyên chậm chậm nhắm hai mắt lại. Bình tĩnh. Hắn biết bây giờ nhất định mình phải bình tĩnh lại, vì vô số lần thất bại khiến hắn bắt đầu nóng ruột. Tĩnh khí. Im lặng. Bình tâm. Diệp Huyên hít một hơi thật sâu, ngồi xếp bằng giữa tinh không. Lúc này, tiểu tháp bỗng nói, tiểu chủ, ta cảm thấy với người của hiện tại. Chỉ cần người dùng kiếm thanh huyên thôi thì chắc chắn có thể hủy diệt được vật chất, phải biết rằng kiếm thanh huyên có thể phá tất cả phép, tất cả đạo và cả chất nữa. Hơn nữa, người đã quên rồi sao? Kiếm thanh huyên có thể giúp người tăng lên hai cảnh giới, bây giờ người đã là thần biến rồi, cũng có nghĩa là chỉ cần người dùng kiếm thanh huyên thì người có thể lập tức đạt đến cảnh giới tuế nguyệt mà Tần Quan tỷ tỷ nói. Không chỉ có vậy, người cũng không cần phải tu luyện nữa mà cũng có thể có được sức mạnh của tuế nguyệt trong truyền thuyết. Diệp Huyên im lặng, không thèm để tâm đến tiểu tháp. Tiểu tháp nói tiếp, chỉ cần người gật đầu, bây giờ người chính là người mạnh nhất trong vũ trụ quan cảnh. Diệp Huyên vẫn im lặng. Tiểu tháp nói, tiểu chủ, ta nói cho người biết, thường những người có thiên mệnh đều nhờ vào vài thứ không bình thường, người nhờ một chút thì cũng thường thôi, đừng nên đặt nặng quá. Diệp Huyên vẫn không để tâm đến tiểu tháp. Tiểu tháp đang định nói thì Diệp Huyên bỗng mở hai mắt ra. Khẽ nói ta đã hiểu rồi. Tiểu tháp vội nói, người nghĩ thông rồi sao? Diệp Huyên khẽ nói, thuần túy, những gì ta làm vẫn chưa đủ thuần túy. Tần Quan cô nương nói vốn dĩ tu hành không có trở ngại, chỉ là lòng người quá phức tạp, suy nghĩ quá nhiều nên mới gặp trở ngại khi tu hành. Ta là vì suy nghĩ quá nhiều, không đủ thuần túy, nếu như không thể thuần túy thì sao kiếm của ta có thể vượt được giới hạn của bản thân ta? Hắn nói xong thì đứng dậy.
đi sâu vào trong tinh không. Lúc này hắn buông bỏ tất cả những khúc mắc trong lòng. Trong lòng chỉ có kiếm. Diệp Huyên cứ thế bước đi, tâm tĩnh, tinh thần sáng suốt. Ba ngày sau, Diệp Huyên đang đi bỗng mở mắt, đột ngột rút kiếm ra chém. Phụt! Thời không phía trước mặt hắn liền bị kiếm đó chém rách toạc, tiếp sau đó, thời không bị rách ra liền hóa hư vô. Hủy diệt vật chất! Diệp Huyên dừng lại. Kiếm lúc nãy không phải rút kiếm định sinh tử, cũng không phải chạm quá khứ hay chạm tương lai là chỉ là một kiếm bình thường. Nhưng đấy lại là một kiếm thuần túy. Giữa tinh không, Diệp Huyên khẽ nói, thì ra là vậy. Thuần túy. Chuyên tâm làm một chuyện và cứng nhắc làm một chuyện có sự khác biệt nhau về bản chất. Lúc này, hắn đã có thể vượt qua đạo và pháp cũng như thời không và cả vật chất, trực tiếp hủy diệt bản chất của nó. Hắn dường như nghĩ ra gì đó, đột nhiên rút kiếm ra chém. Phụt. Dòng sông thời gian trước mặt hắn liền bị chém nát, dòng sông thời gian biến mất, Diệp Huyên nhếch miệng, bây giờ hắn đã có thể chém nát được dòng sông thời gian. Lúc này, Diệp Huyên bỗng quay người, trước mặt hắn không xa có một người đàn ông trung niên đang đứng, là Pháp Chủ. Pháp Chủ nhìn Diệp Huyên, ngạc nhiên chưa? Diệp Huyên mỉm cười, đáp, có vẻ ngươi không phải là người tốt, đúng không? Pháp Chủ cười lạnh lùng, ngươi nghĩ sao? Diệp Huyên bỗng hỏi, ăn cơm chưa? Pháp Chủ ngây ra. Diệp Huyên mỉm cười, nói, nếu chưa ăn thì ăn kiếm của ta đi. Hắn vừa dứt lời thì đột nhiên biến mất. Bù! Kiếm quang từ chỗ hắn đứng vút qua. Từ phía xa, vẻ mặt của Pháp Chủ liền biến sắc, má, tên này bị bệnh sao? Mới gặp là đánh liền, ta còn chưa kịp nói gì mà. Pháp Chủ không nghĩ nhiều. Định ra tay ngay nhưng chính vào lúc đó, sắc mặt của ông ta liền thay đổi, lúc này đây ông ta mới phát hiện ra kiếm của Diệp Huyên không bình thường. Không đúng. Pháp Chủ giật mình, vội nói, đạo chủ, cứu ta. Đạo chủ. Mặc dù Pháp Chủ sợ đến cùng cực nhưng ông ta không chọn cách khoanh tay chờ chết, ông ta nắm chặt tay phải, sau đó đánh một đấm về trước, vô số pháp tắc từ trong đấm đó tuôn ra, bốn bề tinh không nứt ra thành từng lớp. Sức mạnh quá lớn. Khi kiếm của Diệp Huyên chém đến. Bù. Vô số pháp tắc vụt tắt, thanh kiếm dài xuyên vào giữa trán Pháp Chủ. Pháp Chủ đơ người, vẻ mặt không thể nào tin nổi. Một kiếm. Không ngờ mình không đỡ được lấy một kiếm. Sao có thể chứ? Pháp Chủ nhìn Diệp Huyên trước mặt, hoang mang nói, ngươi, có phải ngươi đã chơi xấu? Diệp Huyên hơi bất mãn, ngươi nói kiểu gì đấy? Chẳng qua ta vừa mới đột phá mà thôi. Pháp Chủ ngơ ra, sau đó, trong mắt bỗng thu lại, ông ta run run nói, ngươi đã chạm tới bán bộ quan cảnh rồi sao? Diệp Huyên lắc đầu, không. Pháp Chủ ngây người, quan cảnh sao? Diệp Huyên gật đầu. Pháp Chủ bỗng hét lên giận dữ, sao có thể? Sao có thể chứ? Sao ngươi có thể đạt đến quan cảnh trong thời gian ngắn như thế? Chuyện này là không thể nào, ngươi đừng lừa lão phu đấy. Diệp Huyên. Pháp Chủ như phát điên, không, không đúng, ngươi không phải quan cảnh, nhất định ngươi không phải quan cảnh. Ông ta vừa nói vừa quay người, đi về phía xa cứ như một người mất hồn. Diệp Huyên chau mày, có phải ngươi tưởng rằng giả điên giả khùng thì có thể bỏ chạy không? Diệp Huyên vừa dứt lời thì Pháp Chủ đó liền bay lên trời, muốn bỏ chạy. Nhưng lúc này, thanh kiếm bay vào trán Pháp Chủ bỗng rung mạnh lên rồi phá tan toàn bộ sự sống bên trong cơ thể Pháp Chủ. Pháp Chủ cứng đờ tại chỗ, vẻ mặt hoang mang. Không cam tâm. Sao không ta lại không cam tâm? Ông ta đã tu luyện bao nhiêu năm, chịu bao nhiêu khổ cực, nhưng ông ta chỉ có thể đến bán bộ quan cảnh. Vậy mà tên Diệp Huyên này lại đạt đến quan cảnh trong thời gian ngắn như vậy. Mẹ kiếp! Sao thế đạo lại bất công đến thế? Khi sắp biến mất hoàn toàn, Pháp Chủ giận dữ hét lớn, trời xanh bất công, trời xanh bất công. Lúc này, bỗng dưng có một giọng nói từ tinh không phía xa truyền đến, liên quan gì đến thiên đạo ta, người cứ muốn so bì với người có chỗ dựa lẽ nào không phải là thằng ngốc sao? Còn muốn đổ lỗi cho ta nhổ. Thiên đạo. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về tinh không phía xa, người lên tiếng lúc nãy chính là thiên đạo của thế giới này.
Pháp chủ đó liền ngẩng đầu lên, thiên đạo nhỏ bé mà lại dám sỉ nhục ta. Thiên đạo lạnh lùng nói, pháp chủ, nhắc nhẹ ngươi, ngươi đã sắp chết rồi, tự biết điều chút đi. Pháp chủ ngây ra, sau đó đột ngột quay đầu, đạo chủ, cứu ta, ta. Ông ta vẫn chưa nói dứt câu thì một luồng kiếm quang đã vút qua cổ ông ta. Bù! Giọng pháp chủ liền dừng lại và biến mất hoàn toàn. Thế gian sẽ không còn pháp chủ nữa. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về tinh không ở phía xa, tinh vực trên tinh không phía xa có một ông già đang nhìn hắn. Đấy là đạo chủ của Nam vực. Lúc này trong lòng đạo chủ rối bời. Quan cảnh. Không ngờ tên Diệp Huyên này lại đạt đến quan cảnh. Đó là chuyện mà ông ta hoàn toàn không ngờ tới, vì trước đây Diệp Huyên mới là thần biến, đến cả bán bộ quan cảnh còn chưa được, vậy mà giờ Diệp Huyên lại vượt thẳng lên quan cảnh. Thật quá đáng sợ. Phải biết rằng ông ta đã dừng lại ở bán bộ quan cảnh không biết bao nhiêu năm rồi. Vậy mà bây giờ, tên Diệp Huyên này lại đạt đến quan cảnh trong thời gian ngắn như thế. Vẻ mặt đạo chủ phức tạp, trong lòng rối rắm. Ông ta cũng muốn nói sao ông trời lại bất công đến thế. Nhưng nghĩ đến việc thiên đạo đang ở bên cạnh thì lại thôi, nói một cách nghiêm túc thì có vẻ cũng không có liên quan gì đến thiên đạo cả. Đạo chủ điều chỉnh lại cảm xúc, ông ta nhìn sang Diệp Huyên, sở dĩ ngươi đạt đến được quan cảnh chẳng phải cũng vì thiên mạch đó thôi sao? Diệp Huyên lắc đầu. Đạo chủ nheo hai mắt, sao có thể? Nếu không phải là thiên mạch đó thì sao ngươi có thể đạt đến quan cảnh trong thời gian ngắn như thế? Diệp Huyên suy nghĩ, rồi nói, muốn biết lắm sao? Đạo chủ bất giác gật đầu. Diệp Huyên mỉm cười, thật ra, để đạt đến quan cảnh rất đơn giản. Hắn vừa nói vừa xòe bàn tay ra, sổ ghi chép tần quan để lại cho hắn chậm chậm bay đến trước mặt đạo chủ ngây ra, sau đó mở sổ ghi chép ra, xem một lúc thì đầu óc bỗng trống rỗng. Quan cảnh. Thật ra bọn họ cũng không hiểu quan cảnh lắm, nếu như họ hiểu nhiều thì cũng không đến nỗi bao năm rồi cũng chưa đột phá được. Lúc này, khi nhìn thấy những ghi chép chi tiết về quan cảnh trong sổ thì đạo chủ đã giật mình. Thật sự kinh ngạc. Lúc này, ông ta cũng phát hiện, giống như những gì Diệp Huyên nói, thật ra có vẻ quan cảnh không phải quá khó. Giống như một đứa con nhà giàu, từ nhỏ đã được cha mình dạy cách kiếm tiền và cho vốn. Đối với đứa con đó mà nói thì việc kiếm tiền có khó không? Nhất định là không khó. Nhưng đối với người bình thường thì kiếm tiền khó không? Đương nhiên là khó rồi. Vì việc gì cũng phải tự mình mò mẫm, việc đó khó như lên trời. Lúc nhìn thấy cảnh giới tuế nguyệt sau quan cảnh, đạo chủ bỗng nóng người, hai cảnh giới này như mở ra cho ông ta một cánh cửa mới. Tu luyện. Đạo chủ kích động vô cùng, muốn tu luyện ngay, lúc này. Ông ta chắc chắn mình có thể luyện đến quan cảnh tối cao, thậm chí là tuế nguyệt. Nhưng chính vào lúc đó, một luồng kiếm quang bỗng vút qua. Đạo chủ đang xem sách thì đột ngột ngẩng đầu lên, ông ta giật mình, đưa tay phải đè về phía trước, vô số đạo tắc tuôn ra, nhưng thanh kiếm đó đã nhẹ nhàng đánh tan tất cả đạo tắc, sau đó xuyên thẳng vào trán của ông ta. Đạo chủ đứng im tại chỗ. Đạo chủ nhìn Diệp Huyên ở phía xa. Hơi hoang mang, ngươi. Diệp Huyên mỉm cười, có tự tin đột phá, đạt đến quan cảnh đúng không? Đạo chủ ngơ ngác nhìn Diệp Huyên, ngươi, tại sao ngươi phải cho ta xem thứ này? Diệp Huyên mỉm cười, nói, để cho ngươi hy vọng, sau đó sẽ tuyệt vọng. Hắn vừa dứt lời thì đột ngột xuất hiện trước mặt đạo chủ, tay phải cầm kiếm, đâm vào bụng đạo chủ rồi nói với giọng hung dữ, ta không chỉ muốn giết người mà còn muốn chu tâm. Đạo chủ. Chu tâm. Đạo chủ mặt mày dữ tợn, tức giận quát, Diệp Huyên. Ta nguyền rủa ngươi. Diệp Huyên bỗng rút kiếm ra, sau đó xoay người đi. Cơ thể và linh hồn đạo chủ bắt đầu biến mất với tốc độ mắt thường có thể thấy. Linh hồn đạo chủ tức giận giống lên, trong tiếng hét còn có sự không cam lòng. Điều tàn nhẫn nhất thế gian là gì? Không có gì hơn là ngươi đã nhìn thấy được hy vọng nhưng rồi ngay sau đó lại bị tuyệt vọng lấp kín. Diệp Huyên cho ông ta hy vọng nhưng cũng ngay tức khắc mang đến tuyệt vọng cho ông ta. Đây chính là điều tàn nhẫn nhất. Dần dần giọng đạo chủ ngày càng yếu đi, biến mất hoàn toàn. Thế gian không còn pháp chủ và đạo chủ nữa.
bây giờ bốn chủ của Nam vực chỉ còn là một chủ nhân của thế gian. Diệp Huyên cầm kiếm bước đi trong bầu trời sao ở đằng xa. Tiểu Tháp bỗng hỏi, tiểu chủ, tiếp theo người định làm gì? Diệp Huyên im lặng một lúc rồi nói, nội quan. Nếu đã đạt được ngoại quan rồi thì bây giờ mục tiêu của hắn dĩ nhiên là nội quan. Dường như nghĩ đến điều gì đó, hắn bỗng xòe lòng bàn tay ra, kiếm Thanh Huyên xuất hiện trong tay hắn. Kiếm Thanh Huyên. Diệp Huyên nắm chặt kiếm Thanh Huyên, từ từ cảm nhận. Cảm nhận được tuế nguyệt chi lực trong truyền thuyết. Tần quan dựa vào kiếm Thanh Huyên nên mới tạo ra tuế nguyệt cảnh, tần quan có thể làm được thì tại sao mình không thể chứ? Tốt xấu gì mình cũng là người của thiên mệnh mà. Mặc dù hắn cũng không biết rốt cuộc người của thiên mệnh là gì. Một lúc sau Diệp Huyên khẽ nhíu mày. Tiểu Tháp hỏi, sao thế? Diệp Huyên im lặng một lúc rồi nói, ta cảm nhận được sức mạnh của tuế nguyệt. Tiểu Tháp lại hỏi, sau đó? Diệp Huyên nghĩ ngợi một lúc rồi lắc đầu, hắn cất kiếm Thanh Huyên đi. Hắn không nghiên cứu về tuế nguyệt chi lực nữa vì hắn nhận ra sức mạnh đó không phải là thứ hắn có thể kiểm soát vào lúc nào. Trừ khi hắn sử dụng kiếm Thanh Huyên, lấy kiếm làm phương tiện thì có thể khống chế được tuế nguyệt chi lực trong kiếm. Nhưng hắn không muốn làm thế, vì hắn biết nếu khống chế tuế nguyệt chi lực qua cách này thì ngoài việc có thể làm dáng thì không có bất kỳ ý nghĩa nào, vì đó không phải là thứ hắn tu luyện được. Hơn nữa hắn nhận ra một vấn đề mà hắn chưa từng phát hiện. Đó là sau khi hắn chọn không muốn dựa vào kiếm Thanh Huyên, chú tâm vào việc cải thiện bản thân, kiếm Thanh Huyên trở nên đáng sợ hơn. Như thế nếu hắn dùng kiếm Thanh Huyên thì hắn có tự tin có thể giết được cường giả nội quan. Nói một cách đơn giản, hắn càng mạnh, kiếm Thanh Huyên càng mạnh. Một lúc sau, Diệp Huyên bỗng nói, Tiểu Tháp, người đã đi theo cha ta ngay từ ban đầu đúng chứ? Tiểu Tháp nói, đúng thế, từ lúc mới bắt đầu, thật ra tiểu chủ. Ta có một câu không biết có nên nói hay không. Diệp Huyên cười nói gì? Tiểu Tháp nhỏ giọng nói, ta và chủ nhân đã cùng vào gia sinh tử biết bao nhiêu lần, với quan hệ giữa ta và chủ nhân thì ngươi nên gọi ta một tiếng cha Tháp, à không phải, gọi một tiếng, Tháp Thúc, cũng không quá đáng. Diệp Huyên sầm mặt. Tiểu Tháp còn muốn nói gì nữa nhưng Diệp Huyên bỗng lấy kiếm ra rồi biến mất trong tinh không. Trên đường đi. Tiểu Tháp nói, tiểu chủ, người muốn đi đâu? Diệp Huyên nói, vũ trụ Tam Duy. Tiểu Tháp hơi khó hiểu, tiểu chủ, người đến vũ trụ Tam Duy làm gì? Diệp Huyên khẽ nói, tìm hiểu về cuộc đời trước đây của cha ta, chẳng phải các ngươi đều nói ông ấy sống rất cực khổ sao? Ta muốn tìm hiểu thử. Nghe thế Tiểu Tháp đã hiểu, Diệp Huyên muốn cố gắng đến cảnh giới nội quan. Không lâu sau, Diệp Huyên đã đến vũ trụ Tam Duy. Vì nơi này có cha bảo vệ nên người bình thường không thể đi vào vũ trụ Tam Duy, dĩ nhiên hắn là ngoại lệ. Kiếm Tông, núi huyền không, đỉnh tạp dịch. Có thể nói Kiếm Tông ngày nay là môn tông kiếm tu lớn nhất ở Nam Vực, đã là kiếm tu thì đều tự hào gia nhập Kiếm Tông. Nói đến Kiếm Tông thì không thể không nhắc đến hai người, một trong số đó là Tiêu Dao Tử tổ sư gia của Kiếm Tông, cả đời chưa từng thất bại, cả đời đi tìm đối thủ. Cuối cùng không thể chịu được sự cô đơn của một người bất khả chiến bại nên đã đi khỏi Nam Vực để đến thế giới mạnh hơn. Người thứ hai là Dương Diệp Kiếm Ma, ông ta là vị thiên tài siêu cấp của Kiếm Tông sau tổ sư gia. Vì ông ta từng làm đệ tử chạy việc nên sau ông ta, địa vị đệ tử tạp dịch của Kiếm Tông càng tăng lên, rất nhiều đệ tử nội môn còn đến đỉnh tạp dịch để làm đệ tử chạy việc một thời gian, gọi một cách hoa mỹ là rèn luyện kinh nghiệm. Khi Diệp Huyên đến đỉnh núi tạp dịch, hắn phát hiện kiếm tu ở nơi này cũng không phải yếu, mặc dù không mạnh bằng kiếm tu của vũ trụ của hắn nhưng cũng không yếu. Diệp Huyên đi đến trước đại điện, hắn sững sờ khi nhìn đại điện tráng lệ trước mặt. Đại điện trước mặt được xây dựng cực kỳ xa hoa, mấy cây cột lớn toàn bộ được làm bằng vàng, người ta còn dùng sắt đen để làm tường, ngay cả nền nhà cũng được lát bằng bạc nguyên chất. Phía trên đại điện có ba chữ lớn, Điện Dương Diệp. Diệp Huyên nhìn thấy ba chữ này thì không có cảm xúc gì, Tiểu Tháp, trước đây ngươi nói với ta là lúc cha làm chạy việc rất cực khổ, đúng thế sống ở một nơi như thế này làm đệ tử chạy việc đúng là cực khổ biết bao. Lúc nói hắn còn nhấn mạnh chữ cực khổ này. Tiểu Tháp khó hiểu, trước đây không phải như vậy, lúc đó nơi này vẫn còn là một ngôi nhà tranh bình thường, bây giờ sao lại thay đổi thành như vậy? Mẹ nó,
chắc chắn là do đám người kiếm tông tự ý làm rồi. Tiểu chủ, người hiểu mà, con người một khi đã nổi tiếng thì chiếc giường mà người đó từng ngủ cũng sẽ trở nên có giá trị. Diệp Huyên lắc đầu, hắn đẩy cửa đại điện ra bước vào trong, hai bên được đặt một vài giá sách, ở chính giữa có một bức tượng điêu khắc bằng vàng, chính là tượng điêu khắc của người đàn ông đồ xanh. Nhìn bức tượng điêu khắc này, Diệp Huyên cảm thấy cạn lời, thế mà lại được làm bằng vàng, cực kỳ xa xỉ. Diệp Huyên bỗng quay sang nhìn giá sách ở đằng xa, trên giá sách có treo một tấm bảng nhỏ có vài ký tự lớn, trích dẫn kinh điển của Dương Diệp. Trích dẫn kinh điển của Dương Diệp. Diệp Huyên hơi tò mò, hắn cầm từng cuộn giấy mở ra đọc. Chiến đấu đến đỉnh cao bất bại, giết hắn đến mức máu chảy thành sông. Đọc được câu này, sắc mặt Diệp Huyên hơi vi diệu. Cha là người cực kỳ thù địch, thoạt nhìn không phải là người tốt. Không lâu sau, Diệp Huyên lại đọc tiếp, bên dưới lại có chú thích chiến đấu đến đỉnh cao bất bại, giết hắn đến mức máu chảy thành sông. Câu này trông có vẻ đơn giản, thô tục nhưng thật ra chứa đựng chân lý vô thượng, cảnh tỉnh người đời, những năm loạn thế, chúng ta phải có tấm lòng kiên cường, nếu không có lòng mạnh mẽ thì chúng ta sẽ như cỏ khô héo trong nước, chỉ biết chạy theo dòng chảy, sống một cuộc đời bình thường, để rồi cuối cùng biến thành cát bụi. Chúng ta phải có tấm lòng kiên cường như tông chủ Dương Diệp, đối mặt với loạn thế đầy tối tăm, hãy quyết tâm và khí thế lớn giọng hét chiến đấu đến đỉnh cao bất bại, giết hắn đến mức máu chảy thành sông, còn chiến cho một thế giới tươi sáng trong thế giới này. Diệp Huyên khép cuộn giấy đó lại hỏi, Tiểu Tháp, câu này là cha ta từng nói sao? Tiểu Tháp nói, đã từng nói. Diệp Huyên lại hỏi, ý nghĩa của câu nói này giống với chú thích à? Tiểu Tháp im lặng một lúc nói, hình như không phải ý này. Diệp Huyên hỏi, vậy có nghĩa là gì? Tiểu Tháp suy nghĩ rồi nói, ý là làm việc gì cũng ở mức cao nhất. Diệp Huyên sầm mặt, mẹ kiếp, thế họ chủ thích như vậy là có ý gì? Tiểu Tháp nói thật thì ta cũng không hiểu. Diệp Huyên. Một lúc sau, Diệp Huyên lại cầm một cuộn giấy bên cạnh, mở ra đọc. Chỉ có trải qua sự tra tấn như địa ngục mới có được sức mạnh chinh phục thiên đường, chỉ có bàn tay từng chảy máu mới có thể đàn được bài hát hay nhất thế gian. Diệp Huyên vừa định đọc chú thích, bỗng nhiên hắn nghĩ đến điều gì, hỏi Tiểu Tháp, câu này là cha ta nói sao? Tiểu Tháp im lặng một lúc rồi nói, hình như chưa từng nói. Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ, ngươi chắc chứ? Tiểu Tháp nói, ta và chủ nhân luôn ở cùng nhau, những gì ông ấy từng nói ta đều có thể nhớ được, câu nói này chắc không phải là câu ông ấy nói. Hơn nữa chủ nhân không thích đọc sách giống người, nên ông ấy không thể nói được câu có trình độ như vậy. Những câu ông ấy từng nói không phải đánh thì chính là giết hoặc là mấy câu thơ linh tinh nào đó thôi. Diệp Huyên trầm giọng nói, nếu không phải do ông ấy nói thì tại sao lại bảo là của ông ấy? Tiểu Tháp trầm giọng nói, ta cũng không rõ. Diệp Huyên thật sự cạn lời. Có ý gì đây chứ? Đúng lúc này tiếng bước chân đột nhiên vang lên từ một bên, Diệp Huyên quay đầu lại thì thấy ở cách đó không xa có một người đàn ông kiếm tu bước vào. Khi nhìn thấy Diệp Huyên, người đàn ông kiếm tu sửng sốt, sau đó ông ta khẽ nhíu mày, ngươi là ai? Diệp Huyên để cuộn giấy xuống, sau đó cười nói, Diệp Huyên. Nhìn thấy Diệp Huyên, ánh mắt người đàn ông kiếm tu lóe lên tia phòng bị, ngươi không phải là người của kiếm tông. Diệp Huyên giơ kiếm trong tay lên cười nói, ta cũng là kiếm tu. Người đàn ông kiếm tu nhìn chằm chằm Diệp Huyên, nhưng người không phải là kiếm tu của kiếm tông. Diệp Huyên gật đầu, đúng là không phải. Người đàn ông kiếm tu đặt tay trái lên vỏ kiếm, ánh mắt lạnh lùng, ngươi là ai? Diệp Huyên vừa định lên tiếng, đúng lúc này ngoài điện có rất nhiều tiếng bước chân, hiển nhiên là giọng nói của hai người quá lớn làm động đến các cường giả kiếm tông ở xung quanh. Một lúc sau một đám kiếm tu xuất hiện trong đại điện. Bái kiến tông môn. Lúc này các kiếm tu trong điện bỗng chắp tay chào bên ngoài điện. Mọi người nhìn về phía ngoài điện, một ông lão chậm rãi bước vào, ông lão mặc một bộ đồ màu đen rộng rãi, trên thắt lưng còn có một thanh kiếm dài, cả người toát ra uy lực nhàn nhạt. Diệp Huyên nhìn ông lão nói, Tiểu Tháp, ngươi quen người này không? Tiểu Tháp nói, không quen. Diệp Huyên nhíu mày, ngươi không quen, ngươi này là tông chủ kiếm tông đó. Tiểu Tháp không biết làm sao, tiểu chủ, năm đó sau khi chủ nhân đi khỏi,
gần như không còn đến nữa, mặc dù Tô chủ mẫu cũng có âm thầm quan tâm đến kiếm tông nhưng chủ nhân đã không còn ý định gì với kiếm tông nữa. Diệp Huyên khó hiểu, tại sao? Tiểu Tháp nói, năm đó mẹ của chủ nhân, cũng chính là bà nội của người bị Bách Hoa Cung giết hại, kiếm tông không chỉ mặc kệ mà ngược lại còn đuổi chủ nhân ra khỏi kiếm tông. Mặc dù sau đó chủ nhân vì Tô chủ mẫu không còn liên quan gì đến kiếm tông nhưng ông ấy cũng không có tình cảm gì với kiếm tông. Diệp Huyên gật đầu, đang định lên tiếng thì lúc này tông chủ kiếm tông ở đằng xa bỗng khàn giọng nói, ngươi là ai? Nghe thế, Diệp Huyên vô thức chỉ vào bức tượng người đàn ông đồ xanh, ta là cha của ông ấy. Nói rồi chính Diệp Huyên cũng sửng sốt, mọi người, Tiểu Tháp trầm giọng nói, tiểu chủ, người chắc chứ? Diệp Huyên nói xong thì thấy hơi bối rối. Lỡ miệng. Diệp Huyên vội sửa lại, đấy là cha ta. Mọi người. Tông chủ kiếm tông nhìn Diệp Huyên chằm chằm, nói ngươi là con trai của Dương tông chủ sao? Diệp Huyên gật đầu. Kiếm tông tông chủ chế giễu, nực cười, thật nực cười, ai mà không biết Dương tông chủ chỉ có một cô con gái. Diệp Huyên. Tông chủ kiếm tông tiếp tục nói, tên kiếm tu nhà ngươi đúng là không biết xấu hổ, không ngờ lại dám mạo nhận là con trai Dương tông chủ. Diệp Huyên hạ giọng nói, ta thật sự là con trai ông ấy. Tông chủ kiếm tông nổi giận nói, Dương tông chủ không có con trai, chỉ có con gái. Diệp Huyên. Tông chủ kiếm tông thở dài, vì chút lợi ích còn con mà ngươi lại không ngại bán rẻ linh hồn của mình, nhận ông ấy làm cha, người trẻ tuổi à. Ngươi làm như thế có xứng với cha đẻ của ngươi không? Diệp Huyên bỗng kích thích cho huyết mạch của mình sống dậy. Sức mạnh huyết mạch vừa xuất hiện thì một luồng uy áp cực mạnh liền bao trùm lấy bốn phía, các kiếm tu xung quanh đều mặt mày biến sắc, thi nhau lùi về sau, ánh mắt ai cũng đầy vẻ lo sợ. Tông chủ kiếm tông cũng tái mặt, ngươi muốn làm gì? Diệp Huyên chau mày, các ngươi không nhận ra huyết mạch của ta sao? Tông chủ kiếm tông nói với giọng nặng nề, huyết mạch gì? Diệp Huyên thầm nói, Tiểu Tháp, bọn họ không nhận ra huyết mạch phong ma của ta sao? Tiểu Tháp im lặng một lúc rồi nói, huyết mạch phong ma là do tiểu chủ sau này thức tỉnh có được, bọn họ không biết đâu. Diệp Huyên hỏi, vậy ta nên làm sao để chứng minh thân phận của mình? Tiểu Tháp suy nghĩ một lúc lâu rồi nói, không biết. Diệp Huyên. Tông chủ kiếm tông nhìn Diệp Huyên chằm chằm, các hạ, ta khuyên ngươi nên lương thiện, nếu như ngươi dám làm bậy, kiếm tông ta sẽ gọi tổ đấy. Gọi tổ. Diệp Huyên lắc đầu than thở, cái thế giới chết tiệt này. Lúc này, một kiếm tu bỗng run run nói, tông chủ, người hãy nhìn kỹ đi, đúng là hắn rất giống Dương tông chủ. Mọi người nghe vậy thì đều nhìn sang Diệp Huyên, sau khi quan sát một hồi thì bỗng giật mình, đúng là rất giống. Tông chủ kiếm tông liếc nhìn bức tượng của người đàn ông áo xanh rồi lại liếc nhìn sang Diệp Huyên, ông ta do dự một lát rồi nói, ngươi nói ngươi là con trai của Dương tông chủ, có chứng cứ gì không? Diệp Huyên mỉm cười, nói, ngươi cần bằng chứng gì? Tông chủ kiếm tông im lặng. Dương tông chủ, thật ra ông ta cũng không quen với vị Dương tông chủ trong truyền thuyết đó. Đột nhiên Diệp Huyên quay đầu bỏ đi. Hắn không tiếp tục chứng minh mình là con trai của Dương Diệp nữa, vì chẳng có ý nghĩa gì. Nếu những kiếm tu này nhận ra hắn thì hắn sẽ phải để lại cho bọn họ ít lợi lộc nữa, nếu như đã không nhận ra thì thôi vậy. Diệp Huyên không lưu luyến mà lập tức biến mất khỏi kiếm tông. Trong kiếm tông, tông chủ kiếm tông ngẩng đầu nhìn lên trời, lặng thinh. Thật ra ngay khi ông ta mới nhìn thấy Diệp Huyên thì đã công nhận thân phận của Diệp Huyên rồi. Giống quá đi. Nhưng ông ta không thể công nhận thân phận của Diệp Huyên. Tại sao? Bây giờ ông ta là tông chủ kiếm tông, con trai của Dương tông chủ trở về, một khi ông ta công nhận thân phận thiếu tông chủ của đối phương, lỡ đối phương đòi đoạt quyền thì phải làm sao? Khó khăn lắm ông ta mới có được vị trí tông chủ, sao có thể dễ dàng nhường cho người khác? Bít cửa đi. Tông chủ kiếm tông thầm hứ một tiếng lạnh lùng. Sau đó quay đầu bỏ đi. Thành An Nam. Thành An Nam từng là nơi ở của cha hắn, đó là một ngôi thành nhỏ ở Nam Vực. Diệp Huyên đứng trước một tòa lầu nguy nga, hơi ngây ra. Tòa lầu đó cao 9 tầng, chỉ có một chữ có thể mô tả hào nhoáng.
cả tòa lầu đều được chạm bởi huyền thiên đặc biệt, nền được lát gạch bằng vàng, lấp lánh đến chói mắt. Đặc biệt là mấy cây cột rộng đến mấy trượng đó, được làm nên từ vật liệu đặc biệt, vừa nhìn là biết không phải vật tầm thường. Không chỉ có vậy, trên những bức tường bao xung quanh của tòa lầu còn được chạm bởi những viên ngọc to bằng cái đầu. Cả tòa lầu toát lên hơi thở của sự giàu có. Diệp Huyên nhìn tòa lầu to trước mặt, hạ giọng nói, tiểu tháp, trước đây cha ta sống ở chỗ này sao? Tiểu tháp im lặng một lúc lâu, nói, đúng là trước đây ở đây, có điều lúc đó chỉ là một căn nhà đá vô cùng đơn sơ, phải chăng chúng ta đã đi sai đường rồi không? Diệp Huyên bỗng chỉ lên phía trên tòa lầu lớn và nói, có nhìn thấy không? Chỗ đó có mấy chữ lớn, chỗ ở cũ của Dương Diệp. Tiểu tháp. Diệp Huyên hạ giọng nói, tiểu tháp, người nói thật cho ta biết, lúc nhỏ cha ta thật sự được cho tự do phát triển sao? Hay là kiểu tự do phát triển của ông ấy và của ta không giống nhau? Tiểu tháp không biết nói gì, lúc này nó cũng hơi lơ mơ, sao lại thành thế này? Lúc này, có một giọng nói từ bên cạnh vang lên, vị huynh đài này, muốn vào tham quan nơi ở cũ của kiếm hoàng Dương Diệp sao? Diệp Huyên ngoảnh đầu sang nhìn, cách đó không xa, có một thanh niên đang đứng, thanh niên đó mặc áo khoác dài màu vàng nhạt, tay cầm một chiếc quạt xếp. Đằng sau thanh niên còn có hai ông già mặc áo đen với vẻ mặt không cảm xúc, vừa nhìn là biết cao thủ ngay. Người thanh niên bước đến trước mặt Diệp Huyên, mỉm cười, nói, tại hạ là Vu Xuyên, không biết nên xưng hô với huynh đài thế nào. Diệp Huyên mỉm cười, nói, Diệp Huyên. Diệp Huyên. Vu Xuyên mỉm cười, nói, Diệp Huynh, có muốn cùng vào xem thử không? Diệp Huyên mỉm cười, nói, ừ. Diệp Huyên được Vu Xuyên dẫn đường, bước vào trong tòa lầu, bên trong có đặt một số đồ gia dụng đơn giản. Vu Xuyên mỉm cười, nói, những thứ này đều từng là những thứ mà tiền bối kiếm Hoàng Dương Diệp từng dùng, có lịch sử rất lâu đời. Diệp Huyên chau mày, nói, kiếm Hoàng. Vu Xuyên nhìn sang Diệp Huyên, mỉm cười, nói, có vấn đề gì sao? Diệp Huyên hơi thắc mắc, lúc này tiểu tháp bỗng lên tiếng, ở Nam vực này, kiếm Hoàng là thành tựu cao nhất của một kiếm tu. Sau khi chủ nhân rời khỏi Nam vực, thành tựu bây giờ của ông ấy đã không còn là thứ mà người của Nam vực có thể tưởng tượng được nữa. Đương nhiên, trong mắt bọn họ, họ vẫn cho rằng chủ nhân chỉ là một kiếm hoàng. Diệp Huyên gật đầu, sau đó mỉm cười, nói, không có gì. Vu Xuyên liếc nhìn rồi mỉm cười, nói, Diệp Huynh, người có cảm thấy bọn ta đã thần thoại hóa vị kiếm hoàng Dương Diệp này không? Diệp Huyên nhìn sang Vu Xuyên khẽ cười, nói, thật ra ta rất thích như thế. Hoàng thất bây giờ sáo rỗng quá, không thể phủ nhận, vị kiếm Hoàng Dương Diệp này từng là người giỏi nhất trong những người giỏi nhất. Nhưng bây giờ cả Nam vực đều đang ca tụng ông ấy, cho rằng ông ấy là chúa cứu thế. Hắn ta vừa nói vừa nhìn quanh bốn phía rồi mỉm cười, nói tiếp, đến cả chỗ mà ông ấy từng ở cũng trở thành thánh địa. Phải nói là rất nực cười, và cũng rất đáng thương. Tiểu tháp không kiềm được, thốt lên, đáng thương, nực cười, má. Nếu lúc đầu không nhờ có chủ nhân thì Tam Duy đã bị thiên mệnh tỷ tỷ hủy rồi. Vu Xuyên nghe tiểu tháp nói thì chau mày, nhìn vào bụng của Diệp Huyên, Diệp Huynh, thứ gì đang nói chuyện thế? Tiểu tháp giận dữ nói, người mới là cái thứ gì, ông đây là chư thiên vạn giới đệ nhất tháp đấy. Vu Xuyên lạnh lùng nói, một cái tháp nhỏ có linh tính, hiếm có thật. Có điều, tháp nhỏ nhà ngươi cũng biết bốc phét quá đấy, bốc phét chết đi được. Tiểu tháp. Diệp Huyên bỗng mỉm cười, nói, Vu Xuyên huynh, mặc dù ta cũng không thích thần thoại lắm, nhưng nói theo đúng lòng mình, các ngươi không hề thần thoại hóa ông ấy mà ngược lại, có chút đánh giá thấp ông ấy. Vu Xuyên nheo mắt, đánh giá thấp ông ấy ư. Diệp Huyên mỉm cười, nói, đúng vậy. Vu Xuyên lắc đầu, mỉm cười, Diệp Huynh, ngươi còn trẻ quá. Diệp Huyên. Vu Xuyên bỗng nói, Diệp Huynh, ta thấy ngươi khí khái hơn người. Thiết nghĩ cũng là một người có ý chí, có hứng thú theo ta không? Diệp Huyên nhìn Vu Xuyên, ngơ ngác, theo ngươi. Vu Xuyên mỉm cười, nói thật không dám giấu, ta là Tam Hoàng tử đương triều, ta muốn trở thành bậc chí tôn. Diệp Huynh đến cùng ta xây dựng sự nghiệp vĩ đại, sao hả? Diệp Huyên do dự một lát rồi nói, giành hoàng vị sao? Vu Xuyên cười lớn, đúng vậy. Diệp Huyên im lặng. Vu Xuyên quan sát Diệp Huyên rồi nói,
Diệp huynh không phải người của Kiếm Tông đúng không? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Vu Xuyên mỉm cười, nói vậy thì chắc Diệp huynh là tán tu rồi. Hắn ta vừa nói vừa lấy ra một chiếc nhẫn chứa đồ, đưa đến trước mặt Diệp Huyên rồi mỉm cười nói, Diệp huynh, chút thành ý, xin hãy nhận cho. Diệp Huyên nhìn chiếc nhẫn chứa đồ, bên trong chiếc nhẫn có 10 viên linh thạch, loại linh thạch bình thường nhất, linh khí yếu đến mức gần như không có. Diệp Huyên do dự một lúc rồi nói, Vu Xuyên huynh, ngươi làm gì thế? Ta không có công, không dám nhận đâu. Hắn nói xong thì vội trả lại chiếc nhẫn chứa đồ cho Vu Xuyên. Vu Xuyên thầm cười lạnh lùng, mấy kiếm tu này thật giả tạo, rõ ràng muốn có mà lại còn từ chối. Vu Xuyên cười rạng rỡ, cố tình nói, Diệp huynh, chê ít sao? Diệp Huyên không biết nói gì. Số này của ngươi thật sự hơi ít. Vu Xuyên nghiêm túc nói, Diệp huynh, nếu như không chê ít thì hãy nhận lấy đi. Ta biết tán tu các ngươi cũng khó khăn, chút linh thạch này là chút thành ý của ta. Thật không dám giấu, đợi sau này ta giành được hoàng vị thì những thứ thế này sẽ có rất rất nhiều. Hắn ta vừa nói vừa bước đến trước mặt Diệp Huyên, sau đó mỉm cười, nói, Diệp huynh, chúng ta hợp tác thì tương lai sau này sẽ là của chúng ta. Diệp Huyên hơi bối rối. Bỗng nhiên, Vu Xuyên chỉ về bức tượng Dương Diệp ở phía xa rồi nói, Diệp huynh, chỉ cần dám liều, tương lai không có gì là không thể. Nếu như ngươi đi theo ta, đợi ta giành được hoàng vị, sau này có sự ủng hộ của hoàng gia ta, cộng thêm thiên phú của Diệp huynh nữa, ta dám nói, nhất định tương lai của ngươi sẽ đạt đến đỉnh cao như kiếm hoàng Dương Diệp. À không, thậm chí còn có khả năng hơn cả ông ấy. Diệp Huyên. Tiểu Tháp bỗng nói, tiểu chủ, hắn đang dụ dỗ người đấy. Diệp Huyên gật đầu, ta biết. Vu Xuyên càng nói càng hăng, Diệp Huyên, thời cơ không thể bỏ lỡ, cơ hội không đến lần hai. Diệp Huyên im lặng. Đột nhiên, Vu Xuyên lại lấy ra một cái túi vải nhỏ, hắn ta đưa chiếc túi nhỏ đến trước mặt Diệp Huyên, bên trong túi có 10 viên linh thạch. Vu Xuyên nhìn Diệp Huyên, Diệp huynh, bổng lộc mỗi năm của ta chỉ có 20 viên linh thạch thôi. Diệp Huyên. Vu Xuyên mỉm cười, Diệp huynh, không cần quá cảm động, chỉ là 20 viên linh thạch còn con, có đáng là gì? Diệp Huyên thở dài, hắn vỗ nhẹ vai Vu Xuyên, nghe ta khuyên một câu, ngươi không nắm được hoàng vị đó đâu, từ bỏ đi. Hắn nói xong thì quay đầu bỏ đi, từ chối. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 198.